mỗi bước sang tức giấc càng bên nhau. Đêm về tôi nghi bà lắm nha bà. Chẳng dám hứa dám nói chuyện tương lai, nhưng lòng này thề ngoài nàng chẳng thêm ai. Cùng bật beat real rhythm vài bài ca dám ba câu. Khi đôi ta bên nhau mong thời gian chưa qua lâu, làm vài món thích nhất rồi cùng chiều qua đêm thâu. Hai bàn tay đang xây nhau một chuyện tình dài và đậm sâu. Anh đang định viết nhạc buồn, gặp em lại hóa thành tình ca. Ủa, lộn đường. Em là động lực duy nhất khiến anh háo hức vào mỗi giờ học nào. Điên khùng. Mới lên phường cùng nhau rồi mình dắt nhau về nhà. Mình cùng thức đúng giờ bằng bảy. Ê sao nhìn con nhà người ta hỏi về mày. Will you star one night day. Nhìn vào mắt chút mà lòng hồi hồi ngập tràn đời sao xuyên. Người đâu mà sao thiết kinh vậy trời. Làm anh trong mong tháng năm đàn người. Hí, crush. Chờ tôi với coi. Tôi là Ca, một thằng con trai năm nay 16 tuổi, đặt hết tình cảm của một thằng con trai mới lớn và một đứa con gái năm lớp 10. Tàn vỡ, ngu ngốc, níu kéo, đủ mọi cách. Xếp cả trăm con hạt tặng nó, không biết bao nhiêu tin nhắn được gửi đến, mong cậu cho tớ thêm một cơ hội. Nhưng tất cả chỉ là con số 0. Buồn bã, quyết định năm nay không quen ai nữa, chuyên tâm vào học hành. Thôi, đó là chuyện của năm ngoái rồi, kể lẽ làm gì. Mình đã bước vào một năm học mới, đầy hy vọng mới. Năm lớp 11 mở ra. 3 tháng hè nằm ở nhà ăn ngủ, đá banh, bơi lội, pháp mãi cũng chán. Cũng muốn được đi học để cho biết không khí năm mới, được nhìn những chiếc áo dài thước tha, đa số là của mấy bà nội lọ lem online. Hey. Sủa đi đừng sợ. Ê ca, biết gì chưa? Năm nay lớp mình có 2 đứa vào đấy. Chiều nay chuyển vô luôn à? Đồ, chiều chắc nhiều đứa xinh lắm đây. Ây da, được á. Xinh cũng không tới là mày đâu mà ham con chó ạ. Kệ tao, xin ngồi ngắm cũng được. Cả lớp toàn là lem online, nhìn chán bỏ mờ. Ngày đầu tiên tựu trường, khi đang nằm trên giường ngon giấc, lúc những tia nắng đã chiếu qua khe cửa sổ, lúc gà đã hết gáy, lúc mà mấy con chó đã bắt đầu được người ta thả cho đi ỉa bậy khắp xóm và sủa inh ỏi, cũng là lúc báo hiệu mình sắp trễ giờ. Phấn khởi mặc chiếc áo đồng phục mà mẹ ủi thẳng tắp, leo lên con xe phóng tới trường. Tới trường rồi, một ngưỡng cửa đã mở ra. Biết bao nhiêu điều kỳ lạ trong năm nay sắp đến ta. Không biết mấy bé lớp 10 năm nay vô có xinh không. Không biết năm nay bà chủ nhiệm của mình sao. Sợ bà đi quá, năm ngoái chọc bà muốn khóc luôn mà. Mà câu hỏi cuối cùng là không biết mấy giờ rồi ta. Bắn vô trường, xong phim. Cả trường đã vào lớp để nhận lớp cả rồi. Hành lang trống vắng chỉ còn mỗi mình. Rón rén vào. Ê thằng kia, đi đâu rồi? Đứng lại. Dạ dạ, thầy kêu em chi vậy thầy? Tên gì? Lớp mấy? Đi trễ còn dám bằng dép nữa. Cỏ đôi dép ra, đưa đây, nhanh. Dạ thôi thầy, thầy ghi tên em được rồi. Cho em mang dép đi thầy, chân em bị đau. Làm đi rồi, nghe nói anh là Lương Thị Ca. Gì vậy thầy? Thị gì ở đây thầy? Lần này tôi tha, qua năm 9 tôi thu dép luôn. Đẹp, ngày đầu đã đen như chó mực rồi. Mang đôi dép lê lết vào trường. Ôi bao nhiêu con mắt nhìn, nhục quá ơi. Chắc tụi nó nghĩ mình là một thằng thần kinh, hai là điên, ba là không bình thường. Chạy nhanh vô lớp ngồi. Nghe cô chủ nhiệm dễ mến nói năm nay sẽ có nhiều bạn từ trường khác chuyển qua. Chà chà chà, chắc cũng nhiều bạn xinh lắm đây. Bước vào lớp với một niềm hy vọng tràn trề, chuẩn bị được gặp mấy bạn nữ xinh xắn chuyển qua lớp mình. Nhưng mà trời ơi, thêm một con mắm nữa và một thằng khứa được rửa. Một cái chuồng toàn là cá sấu. Thôi kệ, gặp lại lũ bạn thân cũng vui rồi. Chém gió với tụi nó, kể đủ thứ chuyện trên đời. Con gái, đá banh, con gái, liên quân, play together và con gái. Lại ngủ, điện thoại lại reo. Là thằng Tuấn gọi. Nó hét to lỗ tai mình. Đi học con chó. Đệt, hôm nay học thêm lý. Quên cung mẹ nó rồi. Mặc cái quần sọt, áo thun, chạy ra cửa, xong lại chạy vào nhà vì quên đồng phục. Định mệnh có bộ đồ đi học mà cũng quên. Đặt mông lên con xe phóng tới lớp. Ủa, lộn đường. Mở cửa vào, cả lớp nhìn mình như sinh vật lạ vậy. Vì mình đi học trễ nhất. Sao đi trễ vậy ca? Dạ, em đâu đi học trễ đâu cô. Tại cô với mấy bạn tới lớp sớm thì có. Lớp cười nghiêng ngả.
Mình vốn là một thằng rất nhộn và thích pha trò trong lớp. Cô cũng cười tủm tỉm. Lớp tới chỗ của mình. Mấy con cỏ, xách ra cho tao vô. Trời, không tin được. Ngồi dưới bàn bên phải mình là một bạn nữ cực kỳ xinh xắn. Xinh lắm luôn ý. Bạn ấy hình như là mới vô lớp này thì phải. Mình thì học từ năm ngoái rồi. Già trắng bóc, cột tóc con rết vắt ngang, nâu 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 nâu. Xắn tay áo lên hai nấc, đang cười mỉm. Gương mặt xinh xắn trông rất là hiền. Vừa ngồi vừa nhìn bạn đó. Lo nhìn gái hả mày? Ê, ngã lăn quay ra. Tụi nó cười như điên vậy. Cười cái cơm mờ tụi bay. Thì ra cái lúc mà mình ngồi xuống, nó lén thu cái ghế phía sau rồi. Mình ngồi xuống đưa cả hai chân lên trời. Liếc ngang thấy bạn ấy cũng đang cười, một tay che miệng lại. Thấy cũng vui một chút vì đã pha trò cho bạn ấy cười. Thôi tập trung học, để tới trễ rồi còn lộn xộn. Cuối giờ lén lén theo bạn đó. Bạn ấy đi một chiếc xe đạp ra trước cửa. Chưa về nữa, còn đợi một ai đó thì phải. Thằng Béo dắt xe ra. Béo và mình học chung lớp, thì ra là bạn của thằng Béo. Bố mày biết rồi. Tới thứ năm, lại học thêm lý. Lần này thì mình tới rõ sớm, bước vào bàn học. Thấy bạn ấy bước vào, vẫn là gương mặt xinh xắn ấy, dễ thương ấy. Cũng là cột tóc con rết, vắt ngang. Vẫn xắn tay áo, khoe hai cái tay trắng bóc. Dáng người nhỏ nhắn, khá nhỏ. Thật sự là mình mê mất rồi. Mình dám cá rằng bất cứ một đứa con trai nào nhìn thấy bạn đó cũng phải ngoái lại nhìn thêm một chút nữa. Ây da, ai đây? Bạn có thiên thần thì phải. Mà sao nay thiên thần của mình đi với thằng Béo vô trước, để bạn điên mình ta. Thằng Tuấn này quen bạn có thiên thần hồi nào vậy ta? Uầy, Tuấn nhà ta cũng có crush rồi à. Tí phải hỏi nó về thiên thần của mình mới được. Nó thân với bạn của thiên thần thì chắc nó biết. Lén liếc nhìn bạn đó thêm một lần nữa rồi tập trung học. Nhìn lâu quá, bỗng nhiên bạn đó nhìn lại. Chết cha, giờ quay đi. Hy vọng là bạn đó sẽ không để ý và không biết là mình nhìn trộm. Hết giờ, dắt xe ra về. Thấy bạn đó cũng đang dắt xe ra, nhưng lại không về. Lại đợi thằng Béo nữa ta. Ê, nhỏ mới vô nhìn xinh vậy mày. Ai? À nhỏ kia hả? Tao đâu có biết. Nghe nói thằng Béo nó rủ vào học, mà hình như có bồ rồi. Ồ, vậy à? Mày hỏi làm cái gì? Cứ ở đâu cho em bê đê thế ai mà ưa. Cháu điên này, tao thấy xinh tao hỏi thôi mà. Con người ta có bồ rồi, cửa đâu à? Đúng vậy rồi. Hai đứa vừa đạp xe đạp song song vừa nói chuyện. Rõ tức. Mà hai đứa đó là bạn thân hay sao mà cứ sắp sáp nhau vậy ta? Hay là thiên thần của mình là bồ của con Béo? Chắc không phải đâu. Chắc tụi nó là bạn thân á. Hay là thằng khỉ này nó làm vậy để cho người ta nhìn vô, người ta thấy là thiên thần của mình đã có bồ rồi, để người ta khỏi để ý. Trong khi đó thì nó tấn công. Dạm lắm à. Năm ngoái nó đã cưa hai em trong lớp rồi. Tối ngủ mà mấy câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu mình. Thêm lý. Lâu lâu ngó sang bạn đó nhìn lén một cái. Tuấn thấy ráng lết lên khịa. Ê sao nhìn con nhà người ta hoài vậy mày? Thấy nó cột tóc dễ thương ghê. Trận Đức Bo như mày mà cũng nhìn gái nữa à? Trận Đức Bo cái lòng gì? Tao mèo méo meo mày bây giờ. Tôi nghi bà lắm nha bà. Đang học, bỗng cô nói. Mi cha ơi, nói chuyện biết thôi. Học đi kìa, ngoan như bạn ca ngồi cạnh kìa. Bạn đó cười ngượng, đỏ mặt. Ngoan vậy ta? Mika, Mika. Sẽ nhớ cái tên này mãi. Đến bây giờ mình mới biết tên của bạn đó. Mika. Thằng ca này sau một năm nay không dám chú ý tới ai. Lần này cũng biết rung động tí rồi. Thì thích người ta cũng có dám làm gì đâu. Chỉ im lặng thôi. Người ta có bồ rồi mà. Với lại con người ta xinh vậy, chắc cũng chẳng bao giờ tới lượt mình đâu. Đó là những ngày cuối hè, khi mà lớp học thêm học trước đến trường. Ngày đầu vào học chính thức trên trường. Rồi chiều hôm đó đi học thêm, bước vào lớp thấy Mika đang mặc đồng phục của trường mình. Thì ra là Mika học ở trường mình đó ta. Trước đây tụi nó nói Mika học ở trường khác. Chắc là mới chuyển vô. Mình thì học khối sáng, còn bạn đó chuyển trường thì chắc là học buổi chiều. Tại vì khối sáng là lớp chuyên chọn, thi vô mới được.
Đầu năm nay tăng tiết trái buổi cho nên sáng chả bao giờ gặp buổi chiều. Bạn đó học trường mình vậy thì hay quá rồi. Lại có thêm dịp được ngắm bạn đó, ngắm thiên thần. Thích thầm ai đó nhiều lúc cũng hay ha. Ra trời hôm đó đứng phía sau hành lang, tia từ xa, bỗng Tuấn thụ lù phía sau. Người đẹp mày kìa. Tao ngắm nãy giờ, mà con chó nó nhỏ thôi, tụi kia biết bây giờ. Biết cũng thế thôi, mày BD mà, tụi nó không quan tâm đâu. BD cái bíp, tụi nó mà biết là tao cắt chim mày bây giờ. Mika đang đi với một bạn nữ nữa, mãi sau này mới biết bạn đó tên là Hằng. Hai đứa cứ tung tăng đi khắp sân trường, nắm tay nhau, nhí nhố cực kỳ. Không biết là trong trường này có bao nhiêu cặp mắt đang ngắm nhìn. Mọi chuyện cứ thế, mình cứ mãi nhìn Mika từ xa. Và mỗi lần thấy Mika là tụi bạn lại chọc mình. Người đẹp của mày kia, người đẹp của mày kia. Cho tới một ngày. Hôm đấy là 13 tháng 9 năm 2022. Chắc là một ngày hết sức bình thường đối với hơn 7 tỷ người trên thế giới. Nhưng với tôi thì khác. Học xong lý, ra về. Hôm nay thằng Tuấn nó nói là chờ nó, chở nó qua sân bóng. Thì xuống trước rồi ngồi đợi. Thằng này học gì mà lâu dữ ta, giờ chưa chịu xuống nữa. Trước mặt là Mika đang ngồi trên xe, thỉnh thoảng ngoảnh ra sau đợi gì đó. Chắc là lại đợi thằng Béo để về chung đi mà. Tại sao thằng Béo xuống lâu vậy ta? Để con gái người ta ngồi đợi tội nghiệp vậy trời. Đang mãi ngắm từ phía sau, tự nhiên Mika dựng xe, chạy lại cho tôi. Vừa nói bà vừa cười mỉm. Con trong xe giùm tôi một lúc nha. Ừ, bà cứ để đi, mất tôi đền cho bà hai chiếc luôn. Mà bà vô lớp tìm Béo hả? Ừ, đúng rồi. Xinh ghê, lần đầu tiên được nhìn nụ cười xinh xắn nó gần như vậy. Thử tưởng tượng, một người con gái mà thích thầm bấy lâu nay, ngay đến cả bắt chuyện cũng không dám, chỉ biết đứng ngắm từ xa thôi, mà bây giờ lại chủ động lại nói chuyện với mình, dù chỉ là một câu. Thấy trong lòng nó vui lạ thường á. Cảm giác này chắc chỉ có mấy thằng FA giai đoạn cuối mới hiểu được ha. Chắc là tối nay lại mất ngủ nữa rồi. Anh đang định biết nhạc buồn, gặp em lại hóa thành tình ca. Thánh đưa vào những phiền muộn, em xuất hiện muộn phiền tan ra. Em là động lực duy nhất khiến anh háo hức vào mỗi giờ học nè. Mơ lên phường cùng nhau rồi mình dắt nhau về nha. Ê cu, đi cu, cu ê. Cái gì đi đâu? Ủa mày ra hồi nào vậy? Sao ra sớm vậy? Ủa tao tưởng mày chờ tao, tao dáng ra sớm này. Mà làm gì cứ lẩm bẩm giáp riết gì vậy? Hình như tao biết yêu rồi mày à. Người ta nhìn tao cười một cái mà nãy giờ tao có suy nghĩ về đám cưới. Thần kinh hả mày? Cứ nhìn mày cười cái là cưới thì tao giờ chắc 5 thể 7 thiếp. À mà mày làm gì trong đó lâu vậy? Ở lại tám chuyện với crush tao tí. Làm gì căng? Mà mày làm gì mà đờ người ra vậy? Đồ xe của ai đây? Xe của... của người đẹp tóc nâu chứ gì. Ừ thì người ta nhờ tao canh xe giùm. Vậy rồi giờ cứ đi không? Chắc mày lấy xe tao đi trước đi. Tí tao bắt taxi qua sau. Nhỏ này ghê thật. Biến thằng BD thành thằng Manly luôn. Bê cái đầu mày. Chim cút cho tao nhờ cái. Tao đi trước, tí qua sau nhá. Canh xe vui vẻ nhé, anh bảo vệ tình yêu. Khứa này nhây ghê, nó cứ mặc định mình là BD à. Đêm về nằm trằn trọc, cứ nhớ lại cái lúc đó mãi. Nhớ cái nụ cười đó, nhớ cái giọng nói dễ thương đó, nhớ cả dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn đó. Nhớ nhất là cái mái tóc nâu thắt con rết nhỏ vắt ngang nữa chứ. Không ngủ được. Mở máy lên xem thử có gì không. Lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 9. Hay là mình tìm thử Facebook bạn đó ta? Ra không trời? Để xem. Mika, enter. Toàn cái gì không vậy trời? Ra kết quả toàn là U20 với U30 không vậy? Rồi một đám chụp hình chu mỏ. Gì nữa đây, HKT hả? Thử lại coi. Mika của trường... Ý đây rồi. Cái mơ mắt du cờ bớt nhiều nha. Add friend liền thôi. Vô xem mấy tấm hình của bạn đó coi. Thiệt là xinh quá đi đó mà. Là do bạn đó xinh nhiều như vậy? Hay là do mình thích bạn đó nhiều cho nên thấy như vậy ta? Chắc là cả hai quá. Ý, bạn đã chấp nhận kết bạn rồi kìa. Mình có nên nhắn tin trước không ta? Run quá. Cố lên ca. Sao mà nhát vậy? Nhát vậy làm ăn được gì? Thử một lần đi. Hello, bà biết ai không nè? Không. Ai thế nhở? Tôi học chung lớp lý với toán với bà đó. Avatar nguyên cái bản mặt tôi luôn mà. À, tôi nhớ ra ông rồi. Mấy bữa tôi còn thấy ông cúp học rồi nha. Càng ngoan vậy mà sao cúp học được? Ngoan trong hoặc cáp thì có ấy. Mà sao bà thức khuya vậy? 1 giờ rồi nè. Đang buồn ngủ mà phải thức để chấp nhận kết bạn của ông nè. Wow, tốt dễ sợ hen. Ca chưa ngủ hả? Ca mới ngủ dậy nè. Eo, giờ này người ta đi ngủ mà ông mới dậy. Làm gì mưa ám đúng không? Ca ngủ từ trưa tới 7 giờ tối rồi đi học luôn đó. Đồ khủng. Ăn ngủ gì như con heo. Sáng mai ca không học hay sao mà thức khuya vậy?
Thôi để mai ngủ bù, mai mẹ đi học phụ huynh về kiểu gì cũng bị chửi nữa. Sao mà bị chửi? Tại ca chọc cô giáo chủ nhiệm. Chết, ca nhắc Mika mới nhớ luôn á. Quên kêu mama đi học phụ huynh rồi. Cảm ơn tôi đi nè, sáng mai nhắc cũng được mà. Thôi, nguyên tuần được ngủ có một ngày, không dậy đâu. Trời, ngủ như lợn á, dậy sớm có xíu thôi mà. Sao mà ông dám nói tôi là lợn hả? Ông có biết con lợn nó xấu lắm không? Dỗi. Người ta nói giỡn có xíu thôi mà chưa gì dỗi rồi. Dỗi. Thôi đừng dỗi nữa, mai mua trà sữa cho Mika nghe. Nhớ đó nha, xạo là tôi bắn á. Bà đúng là con nít mà. Cứ thế hai đứa nhắn tin qua lại tới 2 giờ sáng. Đứa nào cũng biết là ngày mai rồi cũng sẽ phải thức dậy lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nhưng mà không sao, chủ nhật mà. Mika buồn ngủ. Tôi nhắn Oyasumi Nasai. Mika là mặt ngố, chả hiểu gì. Đương nhiên là bà không hiểu rồi. Tôi chúc cũng ngon bằng tiếng Nhật á. Viết dậy để Mika ráng nán lại thêm ít phút để hỏi tôi nó có nghĩa là gì. Bây giờ ca chúc Mika ngủ ngon bằng câu Asiteru nha. Asiteru. Ca cũng Asiteru nha. Mà Asiteru là gì á? Asiteru có nghĩa là I love you đó. Vậy là lừa được bà nó yêu tôi rồi. Chủ nhật, nướng trên giường tới 12 giờ. Ngủ cho nhiều, tối tới cho nhanh. Còn đợi xem ai đó có online không. Chấm xanh rồi nè, vội vàng nhắn tin cho bà trước liền. Ngày hôm nay của Mika sao nè? Chắc lại ăn với ngủ chứ gì. Ông làm tôi là lợn với á. Lợn cũng được mà, cũng dễ thương mà. Thế thôi, con lợn này không có nói chuyện với người. Thôi mà, vậy tôi cũng làm lợn nha. Ừ, đúng rồi, ông là con lợn còi. Sao lại là con lợn còi? Ông ốm nhom vậy, không có lợn còi chứ là con gì. Vậy Mika thích con trai mập à? Không có mập, nhưng mà cũng phải đô đô một xíu để tôi còn ôm cho ấm và còn bảo vệ được tôi chứ, đúng không? Mình cũng ốm thiệt mà, tại cái tật thích ăn mì gói. 1m72 mà có 55kg, ốm quá. Sao bây giờ? Mika xinh vậy, mình cũng phải ăn xíu cho đô con lên chứ ta. Nói thì dễ đó, ta xem mày làm sao nè ca. Làm gì cho lên cân được đây? Ăn nhiều, chạy bộ mỗi buổi sáng. Tối uống sữa, ăn uống có thể được á. Nhưng mà có việc mà dậy sớm chạy bộ nghe nó bất khả thi quá. Tối lại đến, 9 giờ, học hành xong hết rồi. Xếp sách, xếp vở lại, ngồi đợi nick của ai đó sáng đèn. Sao lâu rồi ta? Ngủ quên à. Hôm qua rõ ràng là hẹn nhắn tin với người ta mà. Dậy đi lợn ơi. Cuối cùng bà cũng online, nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể bà nghe, bà kể tôi nghe. Cảm giác mà tìm được người để mà tâm sự với mình mà cũng muốn nghe mình tâm sự. Thích thiệt á. Thấm thoát cái là cũng 2 giờ sáng rồi. Thôi chết, mai hẹn đồng hồ dậy sớm chạy bộ. 4 giờ 30 dậy mới ghê chứ. Kiểu này ngủ có 2 tiếng rưỡi thôi. Thôi mốt chạy cũng được. Chạy thêm một ngày nó cũng chẳng to khỏe thêm được nhiêu đâu. Ngủ ơi, không quên chúc bạn ngủ ngon cái. Ngủ say, mơ xịn, trái tim. Thứ ba tới rồi, lại được gặp crush của lòng mình. Háo hức quá đề. Ủa, anh Tuấn, nó đang làm gì mà hí hửng dữ người ta? Cái tay nó cứ cầm cái gì thay thảy như khùng á. Ê, Tuấn, làm gì mà nhìn mày như thằng tự kỷ vậy? Dề, mày thì biết cái dề. Ủa, mày đang đeo cầm màu hồng à? Ở đâu màu vàng mà? Chắc là do mắt tao. Mày bị cái quái gì vậy? Tay cầm gì vậy? Này hả? À, kẹp tóc tình yêu do chính tay tao làm nguyên cả đêm đấy. Kẹp tình yêu? Mày làm? Uầy, cho ai vậy? Đoán xem. Hằng gì đó mà bạn của Mika hả? Đúng rồi đấy, bạn thân của em thiên thần mà sáng nay có anh bảo vệ tình yêu ngồi canh xe cho đấy. Mà sao mày tán được em hay vậy? Chỉ tao với coi. Tại tao là men, mày BD thì chịu. Nói rồi, thằng Tuấn nó chạy một mạch đi. Kệ nó, hôm nay mình cũng phải bắt chuyện với Mika. Chẳng thể nào mà đứng nhìn bạn vậy mãi được. Nhưng mà ngại lắm, biết nói gì giờ. Anh hùng mỏm trên mạng thôi chứ ra ngoài đời thấy cái là nhát cấy à. Mika tới rồi, từ xa tôi đã có thể nhận ra Mika rồi. Với người nhỏ nhắn, đeo cái cặp. Tôi vội hét lên, Mika ơi, hey, woo, woo, hey. Trời, thằng con trai nào lại gọi cô gái mình thích bằng cách đó chứ trời. Mika quay sang, chưa kịp hoàn hồn thì Hằng, crush của ông Tuấn đã chạy ngang qua cướp Mika của ca đi mất tiêu rồi. Cay thiệt chứ, thôi ráng chờ về thôi chứ sao giờ.
chuông rang tan trường. Cuối cùng thì giờ này cũng đến. Nhanh chân lên ca ơi, Mika sắp về mất rồi. Chạy vội vàng ra, lấy hết dũng khí la làng với bả. Bắt chuyện với Crush đúng là chẳng dễ dàng gì. Trời ơi, mình không bao giờ nghĩ là có đủ can đảm để làm việc này. Mika, trà sữa nè. Bả ngạc nhiên như vẫn chưa biết đó là ai. Quay lại, hai mắt tròn xoe. Ủa, ca hả? Sao giờ mới đưa tôi vậy? Chảm tiếng nữa là tôi về nhà mất rồi. Tại tính đưa mà thấy bạn của bà kéo bà đi mất tiêu á. Cảm ơn ông nhiều nha, tưởng ông quên luôn rồi chứ. Sao mà quên được, uống đi cho mập nè. Ý ông là tôi mập như con lợn đúng không? Có đâu, ý là... Trời ơi, ca ơi là ca, sao mà có thể vô duyên với Crush vậy chứ. Biết bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị cả đêm đâu hết rồi. Ủa, béo? Ai kìa béo? Mika vừa vào trường mới đã có người để ý rồi ha. Kệ đi, đi đường khác đi. Ơ, ông sao vậy? Dù gì thì hai người cũng đã chia. Im đi. Thôi Mika về trước nha. Nhà Mika đang có tí việc á. Ừ, bye bye. Hey, mất điểm chắc luôn. Rõ ràng mới ban nãy cả sớ văn dài 8 trang để bắt chuyện hỏi han các kiểu, sau 3 giây còn đúng cái nịch. Bao nhiêu chữ đều tan chảy theo mấy cục đá trong ly trà sữa hết rồi. Mày làm gì mà cứ đờ người ra rồi nhe răng ra cười vậy ca? Thần kinh à? Không về à? Đang về nè. Về đâu? Về trại tâm thần hả? Sao mày có thích xỏ xiên tao quá nhờ? Giờ về nè, đi về. Về đi, tao kêu mày về chứ tao có bảo là về chung với mày đâu. Ủa, chứ bình thường mày hay về với tao mà nay mày về với ai? Về với tôi nè. Ây da, bạn của Crush, ý bạn của Mika nè. Ai rồi cũng dính vào con mắt tình yêu thôi. Được đó, mà bà là bạn thân của Mika hả? Cũng mới thân đây à, tại mình mới chuyển nhà qua khu nhà của Mika, cũng mới chơi chung đây à. Thằng bạn tôi nó thầm thương trộm nhớ bạn bà rồi đó Hằng ạ. Ghê vậy sao, thấy Mika có vẻ khó tính đó, ít thấy thân hay gần gũi với ai. À, có ông béo á. À mà béo với Mika là gì của nhau vậy? Chắc là Thanh Mai Trúc Mã rồi chứ gì. À, thằng nghe nói béo là bạn thân của Mika, hồi trước còn là... Dạ con nghe này ba. Dạ, con về liền ạ. Về Tuấn rồi. Nhà hàng có mấy bác lên chơi á, nên hàng phải về góp á. Ok ok, ca tàn tàn về sau nha, tao đi trước nha. Nhưng mà chưa nói xong mà, ok. Hey. Đứng nhìn bà nhấm nháp ly trà sữa, thỉnh thoảng hút nhẹ ăn hớp, rồi cười tủm tỉm, mình cũng khoái theo. Ây da, sướng quá trời. Cảm giác yêu là đây hả ta? Mà chắc thằng béo chỉ là bạn thân thôi. Hằng nói vậy mình cũng yên tâm. Đêm đó về nhà, lòng nôn nao lạ thường. Online ngay lập tức, không biết crush của mình có thế không ta? Chắc không rồi. Con gái người ta còn phải ăn, tắm, ngủ, nghỉ, học hành. Hơi đâu mà chờ chật trên mạng suốt. Mình thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái friend list. Sáng đèn lên giùm đi. Mong lắm. Ý, sáng đèn rồi kìa. Lần này crush chủ động nhắn tin với mình trước luôn à. Hello ca, đang làm gì ạ? Cảm ơn ly trà sữa của ông nhiều nha. Ngon ghê á. Đúng vị tôi mê. Tự tán một cái. Ấy da, đâu vậy là không phải nằm mơ rồi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Đêm đó về nhà, lòng nôn nao lạ thường. Online ngay lập tức, không biết crush của mình có thế không ta? Chắc không rồi. Con gái người ta còn phải ăn, tắm, ngủ, nghỉ, học hành. Hơi đâu mà chờ chật trên mạng suốt. Mình thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái friend list. Sáng đèn lên giùm đi. Mong lắm. Ý, sáng đèn rồi kìa. Lần này crush chủ động nhắn tin với mình trước luôn à. Hello ca, đang làm gì ạ? Cảm ơn ly trà sữa của ông nhiều nha. Ngon ghê á. Đúng vị tôi mê. Tự tán một cái. Ấy da, đâu vậy là không phải nằm mơ rồi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Cảm ơn hoài à. Có gì đâu mà.
dầm 3 ly trà sữa, cả mùa cả đời cũng được đó mà. Không ngờ ông lại nhớ á. Sao lại không nhớ được? Tôi đã hứa rồi mà. Sao ông dám chắc vậy? Hứa cũng quên hoài chứ bộ. Cái đó là với ai thôi, chứ tôi mà đã hứa là phải làm cho bằng được. Không bao giờ thất hứa luôn. Tạm tin đấy. Đêm đó là đêm mà tôi ngủ ngon giấc nhất luôn á. Nói vậy không biết có đúng không ta? Tại ngủ có mấy tiếng à, nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, ngủ không được. Sướng lắm, vui lắm. Cứ nghĩ về mấy cái lúc mà ngại ngùng đưa trà sữa, với lại lúc bảo vừa uống mà mình cứ cười mãi, nằm cứ tủm tỉm, giống tự kỷ quá. Nhắm mắt lại, bé ơi, ngủ đi, mai mà còn phải dậy sớm đi học nữa. Mika ơi, tôi có mua trà sữa cho bà nè. Cảm ơn ông nha, tốt quá. Không có gì nè. Tôi cũng có cái này tặng cho ông nè. Gì á bà? Ông lại lên đây. Ờ. Lại đây. Nhắm mắt lại đi. Ờ. Cái gì vậy trời? Đệt. Đang mơ tới đoạn hay thì. Kể từ hôm đó, tôi đã lên kế hoạch để cưa đổ crush. Bắt đầu kế hoạch thay đổi bản thân, đặt báo thức lúc 4 giờ rưỡi sáng. Với lời nhắc, dậy chạy bộ đi con lười, do chính tôi thu âm, để tự kêu mình dậy vào mỗi buổi sáng. Lời nhắn để dậy cho nó quyết tâm. Ráng ăn nhiều hơn, mỗi ngày 3 chén. Tối đến nấu mì ăn nữa, ăn xong thì lại uống thêm sữa. To đi, mập đi mau lên. Không hiểu sao cái tình yêu con nít này lại có sức ảnh hưởng đến vậy ta. Chịu quá, không giải thích được. Yêu đi rồi biết. Cố gắng to được thêm một xíu, cho ai đó ôm cho ấm nha. Leo xuống nhà, xỏ đôi giày chạy bộ, rửa mặt, mấy cũng không tỉnh. Kệ, chạy đi xíu tỉnh. Chạy bộ với một con mắt, con kia đang còn ngủ. Vừa chạy bộ, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hy vọng là sẽ có một cô bé xinh xắn nào đó mặc quần sọt, áo xách nách, đeo tai nghe chạy ngang qua ha. Trông xì tai phết á. Nhiễm phim quá rồi. Ở đây toàn mấy bà cô tập dưỡng sinh không ạ. Đa số mấy đứa con gái giờ đang nằm ở nhà ngủ nướng, chứ ai rảnh mà ra đây. Ủa con, hôm qua quên uống thuốc hả con? Dạ, thuốc gì mà? Thuốc tâm thần. Mẹ này, ghẹo con. Coi lâu mồ hôi rồi ăn sáng rồi đi học. Bình thường sáng nào mẹ cũng phải vô lôi đầu mày dậy, kêu 5 lần 7 lượt không nghe. Nay tự nhiên gà chưa gáy đã đi chạy bộ. Con trai mẹ nay khác rồi, khác xưa nhiều rồi mẹ. Khùng hơn xưa hả con? Sao, có chuyện gì kể mẹ nghe? Dạ thì... Sao? Con có thích bạn kia mới chuyển vô trường. Gì? Vậy còn thằng Tún thì sao con? Ủa mẹ, alo, là sao mẹ? Mẹ tưởng mày với thằng Tún. Mẹ còn đang tính chờ con nói sự thật để mẹ chấp nhận đây nè. Mẹ ơi, con trai thẳng mà mẹ. Mẹ sao á? Ai mà biết đâu. Không phải thì thôi. Coi ăn đi rồi đi học. Nào dắt bạn xấu số đó về ra mắt mẹ nghe. Dạ, mẹ suốt ngày ghẹo con. Tới trường, hôm nay thấy sung lắm. Có tiếc còn xung phong trả bài nữa chứ. Ngày thường thì lạy hồn đừng chúng con, bây giờ thì cô nói gì cũng giơ tay, dù là trả lời toàn sai. Ủa cá, nãy thằng Đồng mày nhập mày vậy? Tao thông minh sẵn mà, mày nói làm sao á? Bình thường cứ câu hỏi là mày trốn như trốn giặc á. Rồi cô cứ hỏi là mày lụm viết rồi lụm góp mà. Mày bị sao á? Tao vẫn vậy mà, tao trốn hồi nào? Mày sao hiểu được thằng ca bây giờ? Ca bây giờ cái gì cũng biết. Đúng rồi. Chỉ có biết nhục là không biết thôi. Đẹp, kệ tụi nó. Đầu mình giờ toàn mơ mộng tới cuộc gọi của hôm qua. Tự nhiên nay crush gọi trực tiếp mà không nhắn tin á. Bất ngờ ghê thiệt chứ. Do dự không biết nên nhấc máy làm sao luôn mà. Alo ca ơi. Alo. Alo. Nghe nè, nghe nè. Ca nghe nè. Sao nhấc máy mà không nói gì vậy? Ca đang... Lại làm gì mờ ám đúng không? Không có, ca đang học bài á. Xạo quá đi ông thần. Thiệt mà, ca đang học cách yêu á. Hùng, mai có lớp học thêm tôi với ông học chung á. Tan học về đi ăn kem không? Hả? Kem hả? Sao vậy? Ông thích kem à? Thích chứ, thích chứ. Thích. Vậy tan học hẹn ông 7 giờ chỗ chú ba nha. Hả? Chỗ nào? Chú ba ấy, tiệm xe của chú ba bên tay phải trường mình ấy. Ông học ở đây lâu rồi chẳng nhẽ không biết chú ba? Biết chứ, nhưng mà... Hay là ông cũng quậy phá gì ở chỗ chú ba rồi đúng không? Có đâu bà, tôi ngoan mà, không có đâu. Vậy đi nha,
7 giờ chỗ chú ba nha. À, ok, ok bà. Hứa nha, không gặp không về. Ok, 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 hứa. Ở đây này ca ơi. Shhh, nhỏ bà ơi. Đâu, ca đâu? Dạ, đằng kia kìa chú. Chào chú ba, lâu quá không gặp chú, khỏe không chú? Chú đang làm gì á? À, chú đang bán xe đúng không? Con biết mà, cho con thôi hai con xe đạp đi dạo nha chú. Dạ, cảm ơn chú, đi bê. Ủa, ca, là sao ta? Đang tính hỏi nói gì quên rồi. Sao ông vội vậy? Chưa chào hỏi chú ba hết. Chào đâu mà, không sao đâu bà. Fan chú ba mà, tí về tính sau. Không có gì với chú ba à? Có đâu bà, có gì đâu mà. Mà bà chờ tôi có lâu không? Không nè, tôi cũng mới học ra luôn á. Hên á, tôi tưởng là tôi ra trễ vì bà giỏi nữa rồi chứ. Ai rảnh mà giỏi ông Hoài, đồ ngốc. Cũng đúng nha, tôi dễ thương vậy, ai nỡ giỏi nhờ. Điên khùng, nay tôi đãi, ông muốn ăn kem gì? Để đi qua đó lựa hen. Tôi sẽ ăn thiệt nhiều luôn. Rồi hôm sau của họng cứng đơ không nói chuyện được luôn nha. Sao đâu, tôi với bà giao tiếp bằng ánh mắt mà. Nó khùng, nó điên. Chồng bà ăn kem ngố cực luôn á. Nhất là cái lúc múc kem á. Mình cứ thích cái khúc đó làm sao á. Mà đứa con trai nào không thích ta. Ê, bỏ nha. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó nha. Tối qua nằm nghỉ, hôm nay ăn kem nhất định phải chét được kem lên mặt bả. Nhưng mà ghét ghê, bả tinh ý thiệt. Mình mới vừa đưa cái kem lên, chưa kịp làm gì thì bả đã cúi người xuống rồi. Đã vậy còn chét lại mình nữa chứ. May mình né kịp, hai đứa có rượt nhau chạy khắp công viên. Từ ngày hôm đó thì mình với bả đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cứ muốn nói chuyện với bả, chọc bả cười, chọc bả giận, để lại được đi uống nước hay là được năn nỉ bả. Bắt đầu mình thật sự là thấy thích Mika rồi đó. Tìm hiểu về bả nhiều hơn, mới biết cái thằng béo lúc đó nó nói là Mika có bồ và là không xạo. Thì ra trước khi mà mình làm quen với Mika, Mika cũng chỉ mới chia tay với người yêu cũ được cỡ 1 tháng. Chắc Mika buồn lắm ha. Mà người yêu cũ của Mika là ai ta? Hỏi thì thằng béo nó cứ lơ, nó không chịu trả lời, có vẻ bi hiểm á. Mà kệ đi, một người dễ thương vậy mà có người nở lòng nào để buồn thì chắc là người yêu cũ của Mika cũng chả ra gì đâu. Thôi, mình sẽ cố gắng làm Mika vui hơn mới được. Mình sẽ cố gắng làm Mika cười thiệt nhiều khi ở bên mình. Mình còn nhớ có lần nói chuyện với Mika ngoài công viên, bị bả giận vì cứ chọc bả lặn heo lùn. Này, sao ông cứ gọi tôi là heo hoài vậy? Vậy chứ bà thích làm con gì nè? Không làm con gì hết á. Vậy sau này tôi gọi bà là crush nha. Sao lại là crush? Thì tại crush là... Crush nghe quen. Crush là gì ấy nhỉ? Nói chung là cứ để tôi kêu bà là crush đi. Nghe sang với lại cute lắm. Làm sao tôi biết từ đó cute khi tôi chưa biết nghĩa của nó là gì chứ? Crush là kiểu thích đơn phương á. À, hiểu rồi. Nhưng mà ông tính tôi kêu tôi là crush hoài à? Hả? Là sao? Lỡ có người khác cũng gọi tôi là crush thì sao? Ông phải chuyển từ đó thêm một từ khác đi chứ. Ví dụ như là... Là gì bà? Ừ, là gì thì ông tự biết chứ. Không nhân là người ta cướp mất crush của ông đó nha. Và thế là lên kế hoạch tỏ tình với crush. Chà, sao đây ta? Dịp gì đây ta? Chẳng lẽ đi học rồi gặp bả là nói? Không, được. Chuyện quan trọng vậy nhất định phải đợi cái dịp gì đó mà đặc biệt mới nói được chứ. À đúng rồi, sắp tới là sinh nhật thằng béo. Nhân tiện mình nhờ nó giúp luôn. Nó thân với Mika lâu rồi chắc nó biết rõ Mika thích gì. Ok, chốt đơn. Để gọi Tuấn nhân béo ra cà phê bàn mới được. Hello cô, nay có việc gì mà rủ tao đi cà phê vậy? Phải có việc tao mới rủ mày ra cà phê được à? Chứ bình thường tao toàn rủ mày, mày suốt ngày rủ ở nhà buồn vì người yêu cũ mà. Lúc trước khác, giờ tao khác. Khác chỗ nào?
À, nay biết yêu tiếp rồi à? Rồi khi nào gọi điện cho tao rồi buồn bã khóc lóc? Ê, chuyện cũ rồi nha. Ừ, chuyện cũ nhưng mà gặp lại nhiều lần nên tao quen rồi. Mệt mày quá, chờ ông béo tới rồi bạn. Gì á tụi bay, nay tự nhiên rủ cà phê, đang ngủ ngon. Hỏi thằng ca á, nay ai nhập nó? Sao, chuyện gì? Trời, tao với mày học chung biết bao lâu, rủ đi cà phê, anh em tình thương mến thương với nhau thôi mà. Nào giờ tao quý mày lắm luôn á. Vô luôn vấn đề bạn nè. Thì sắp tới sinh nhật mày đúng không? Đúng rồi bạn nè. Mày tính tổ chức sinh nhật cho thằng béo à? Tao nào giờ còn chưa được mày chúc một câu á. Mày thì chúc cái gì? Năm nào chả có mấy em qua tặng quà. Nay khác rồi nha, nay tao chỉ cần một món quà từng người thôi. Tụi mày đặc đề rồi, sinh nhật tao, rồi sao nữa? Thì mày có tính tổ chức không? Chắc có, mà rủ mấy đứa thân thôi à. Như Hằng, Châu, Bông, Khương với... Mika, có rủ Mika không? Có, năm nào chả rủ, mà năm nay chắc... Rủ đi, tao với Tuấn qua phụ tổ chức cho. Thì hôm đó có crush của mày mà, cỡ nào chả có mày. Mày phụ để tiệc hoành tráng hơn, Hằng cũng vui hơn nữa, đúng không? Cũng đúng, ok. Mà sao tự nhiên mày tốt vậy? Thì tao tính nhân ngày hôm đó tao tỏ tình với crush tao. Crush mày à? Crush mày là ai nữa? Thì... Mika chứ còn ai vào đây nữa? Không được. Ủa? Sao vậy? Sao không được? Không sao, nhưng mà tao tổ chức nhỏ ở nhà, sao tỏ tình được? Chuyện đó mày không phải lo, yên tâm. Tao với Tuấn sẽ có cách set up để tỏ tình với sinh nhật mày thiệt vui. Mika khó tính lắm, không hợp với mày đâu. Mày bỏ suy nghĩ đó đi. Sao khó? Tao thấy bình thường mà. Hổm có đi ăn kem với lại cảm thấy Mika cũng thích tao mày ơi. Sao được, không có đâu. Mà mày sao cứ phản bác vậy? Hổm tao chưa chửi mày dụ mày nói Mika có bồ rồi nha. Thì tao nói có người yêu rồi mà, tao chưa nói là đã chia tay rồi thôi. Ủa tao chưa nhắc gì tới chuyện tao biết Mika chia tay rồi mà. Ừ thì... Sao mày biết mà mày không nói với tao? Tại tao cũng mới biết mà. Tụi mày đang nói vụ gì vậy? Rồi có tính tổ chức không? Có. Giờ thế này nha. Ngày sinh nhật thằng béo cuối cùng cũng đã tới. Hẹn Mika đi mua quà với lấy bánh kem cho béo. Hẹn 6 giờ mà 4 giờ đã nôn nao chuẩn bị rồi. Mặc bộ đồ nào giờ ta? Mika thích màu hồng mà. Là bộ đồ màu hồng mới được. Mặc bộ đồ màu hồng đứng trước gương. Tự nhiên mình cũng thích màu hồng là sao ta? Không được. Đã bị mang tiếng là 3D rồi. Mặc bộ này vô nữa Tuấn nó lại cười với thúi mặt. Thử bộ đồ của mấy ông tàu khựa thử coi sao. Cũng không được, nhìn già quá. Bộ nào đây ta? Thử biết bao nhiêu bộ, toàn mấy bộ vớ vẩn. Đây rồi. Nó đó, xanh lá biển. Được. Duyệt. Ổn. Còn xe, đi xe nào đây ta? Chắc lại lấy con xe của chú ba đi thôi chứ biết xe nào giờ. Chốt đơn, tí tỏ tình sao ta? Mặt Mika sáng sao ta? Tò mò quá đi. Thôi, cứ tới rồi tính. Tới nhà Mika, đứng trước nhà, đợi Mika ra. Nhưng lâu quá, chắc lại điệu nữa đây mà. Thôi kệ đi, ai đó điệu cho mình ngắm á mà. Mika ra rồi kìa, mặc cái đầm màu hồng nhìn cũng cú té. Chà, hôm nay mới mưa xong, lạnh gì chắc tí kiểu gì cũng phải ôm. Ủa mà xe chú ba đâu có ngồi sau được, ngồi bên hông sao ôm. Rồi, sai sách rồi. Hello ca, ông đợi tôi có lâu không? Không bà ơi, tôi mới tới cỡ 1 tiếng à. Xạo vừa thôi ông thần, mới có 6:50 à. Ừ, nhưng mà mình hẹn 6 giờ. Con gái mà, ông phải cho tôi điều một tí chứ. Ủa mà sao xe ông ngủ vậy? À, xe này của chú bạn của ba ca. Ba ca? Ba của ca, bạn của ba của ca. Vậy tôi ngồi đâu? Bên hông nè bà, nhìn như cái nôi vậy á, dễ thương không? Thôi, tôi phải con nít đâu, với lại trời đang lạnh mà ông. Nhưng mà... Hai ông vào nhà tôi gửi xe đi, rồi lấy xe tôi đi. Ổn không bà? Chạy chậm thôi bà già. Tôi chạy chậm mà. Nhưng mà tôi thấy nhanh. Cái đó là ông thấy thôi chứ tôi chạy chậm gì mà. Nè con bọ bà ơi. Con nhỏ này chạy nhanh dữ rồi trời. Giờ đi đâu đây ông? Giờ mình qua chỗ lấy bánh kem cho con béo đi bà. Ừ, ok. Ê, từ bà chưa trễ mà. Thank you.
Béo. Hả? Ông bị sao vậy Béo? Không có gì. Ủa ca Mika, sao tao chơi vậy? Tao với Mika đi lấy bánh kem. Tưởng mày đi xe điện của chú ba. Để đâu mà để, mượn đàng hoàng. Mượn rồi khi nào trả? Không biết, ban đầu tính đi xe chú ba, nhưng mà Mika không quen ngồi chỗ đó cho nên... Được đấy, mà sao mày không chở Mika? Xe này tao chạy không quen, xe của nhà Mika mà. Rồi sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Mika chạy khiếp quá mày à. Thằng 3D này, chịu mày rồi đấy. Hả? Sao không? Không, không, không có gì đâu bà, vô tiệc thôi bà ơi. Béo, tôi có quà cho ông nè. Cảm ơn Mika. Chúc ông tuổi mới vui vẻ, hoạt bát, bớt trầm tín hơn nha. Sớm có người yêu mới nữa nha. Người yêu mới? À thì ra là ông Béo nó cũng mới chia tay người yêu à. Nhỏ nào hơn dưới ta, thoát được một kiếp nạn. Đúng rồi, mình nhớ trước thằng Tuấn với thằng Khương có kêu là ông Béo nó có quen con nhỏ nào đó ở trường khác gần nhà nó. Nhỏ nào ta? Khu nó có ai đâu ta? Gần nhà nó thì có Mika với Hằng mới chuyển qua thì phải. Hằng hả? Đâu được, Hằng với Tuấn mà. Nghe Tuấn kể nào giờ Hằng đâu quen ai đâu. Chẳng lẽ là... Mà đâu phải, sao vậy được? Uầy, mày đang nghĩ cái gì vậy trời? Nghĩ sao Mika là bồ cũ không Béo được? Ê dạ. Mày kìa, sẵn sàng chưa? Có gì muốn nói không kìa? Nói gì vậy? Béo, micro đâu đưa cho thằng ca phát biểu kìa. Phát biểu gì? Hôm bữa bàn rồi đấy, cho nó tỏ tình crush của nó đó. À micro của nó này hư rồi, tao chưa sửa. Trời, sao mày không sửa sớm? Tao mới biết nó hư ban nãy à, quên kiểm tra. Chịu mày luôn rồi, về để nói thằng ca nói ngoài khỏi còn gầm mic luôn. Ca 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 ca, có biến ca ơi. Tao xin thông báo với mày một tin vui là mic hư, nên là kế hoạch B đi. Ủa, sao vậy? Kế hoạch B là gì? Hổng có bạn đâu. Giờ bàn này, mày khỏi nói qua mic đi. Thôi, ngại lắm. Đông, có mic giọng mình to hơn, tự tin hơn. Giờ vậy sao dám nói? Rồi không dám nói sao tỏ tình. Thôi, để tí tao về, tao lựa lúc tao nói cũng được mày ơi. Chịu mày đấy, bàn tính cho đã vào. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của mình nha. Cảm ơn ca, Tuấn, với Châu, bọn tôi tổ chức nha. Có gì đâu mà, tao làm vì tình yêu của tao thôi. Tiệc vui thì crush của tao cũng vui mà. Tuấn nói gì cũng đúng hết trơn á. Ồ. Lạy mày luôn đó Tuấn, cơm chó đầu buổi tới cuối buổi. Không có gì đâu bé ơi, anh em với nhau ấy mà. Tao tao quý mày lắm luôn á. Mà Mika chưa đi về à? Mika về với ai vậy? Tất nhiên là đi với ai, về với người đó rồi. À, nhà cũng gần đây nên tiện ca chở Mika về luôn cũng được nè. Hôm nay tôi thấy ông có vẻ không được tự nhiên. Có chuyện gì vậy béo? Không có gì đâu, nay có nhiều người quá nên tôi cũng hơi ngại à. Không phải. Ông đâu phải người ngại đám đông. Sao bà cứ hay soi mói tôi vậy? Tôi nói không có gì là không có gì. Không phải ông nói với tôi là ông và bà đã chấm dứt hay rồi sao? Sao giờ cứ thấy mặt bà là ông cứ đờ người ra vậy? Kệ tôi đi, để tôi yên. Bà cũng về đi, trễ rồi. Không có biết, hôm nay tôi đã định. Định làm gì? Không có gì, ông đi vào nhà đi. Tôi đi về. À, sinh nhật vui vẻ.
Mình nói dần túng vậy thôi chứ thật ra là mình cũng run quá, mình có dám nói gì đâu. Hên là Mít Thư á, để tới lúc về nói chứ. Ban đầu tính toán thì hay lắm, giờ thấy đám đông cái run. Lúc về, hai đứa lòng vòng từ plaza qua tới khu trung tâm. Có vài đoạn bả thắng gấp, có một lực đẩy nào đó từ phía sau đuổi mình lên phía trước. Lực đẩy này mình thích, thế là mình cứ nhào lên. Rồi tay vô tình phản xạ, vô tình thôi nha, hai tay choàng lên ôm Mika. Dù ban đầu mình dự định là để Mika ôm mình, sai kịch bản rồi, nhưng mà kệ, không sao, cũng được, như nhau mà. Được cái là chắc Mika lo chạy xe cho nên không để ý, thế là mình cứ thế mà ôm thôi. Ban đầu mình cứ nghĩ Mika sẽ là công chúa, ai dè mình đã thành công chúa ấy. Tới hôm thâu, gần tới khu nhà của Mika rồi, đi ngang qua khu Garden Coffee. Giờ sao ta? Chỗ này tối đẹp quá này ca, muốn đi dạo xíu không? Ây da, thời tới nữa rồi ca ơi. Nhưng mà vẫn giả vờ nha, vẫn tỏ ra kiểu như là quan tâm á. Ủa, về nhà trễ giờ bà không bị chửi hả bà? Ừ, cũng còn sớm mà không, dạo xíu nữa rồi về cũng không sao, cũng gần tới nhà rồi mà. Tại sợ bà bị la. Tới quán cà phê, Mika vội dắt tay tôi kéo vào. Úi dồi, úi dồi, tim tôi đập kìa, úi dồi, úi dồi. Chịu cho Mika tấm hình ở đây đi. Ok. Rồi góc này nha. Không, chụp ở dưới lên nồng lắm. Ok, cứ để nhiếp ảnh gia ca ra tay. Nay trời đẹp quá bà ha. Ừ, cũng khá đẹp. Chỉ là thiếu chút âm nhạc du dương nữa ha. Để tôi. Ok, lên nhạc. Ông làm sao hay vậy? Nhạc ở đâu vậy? Tôi nhờ ca dựng phim nó ghép giùm bà. Lại nước khùng nó điên. Mika nè, bà có đang thích ai đó không? Sao ông lại hỏi vậy? Thì tôi hỏi vậy thôi. Bà có trả lời đi. Thì tôi cũng đang có để ý và cũng đang tìm hiểu một người á, nhưng mà cũng chưa biết sẽ ra sao nữa. Vậy là Mika đã có người khác trong lòng rồi sao? Ây da, buồn luôn, buồn hiu luôn, con tim tan nát luôn. Lạ, yêu, hy sinh rồi thương, tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường, ngọt ngào khi gần gũi, dày vò khi hiểu sai hướng. Ủa, khoan, chưa mà, mới để ý thôi mà, mình còn cơ hội mà. Đã chốt đơn là tối nay phải tỏ tình thì phải tỏ tình chứ, phải nói ra hết tâm sự trong lòng mình mới được. Hồng khó chịu lắm, biết đâu được, đúng không? Ok ca ơi, lụm ca ơi. Mika ơi, mấy ngày nay bên bà, tôi thấy được là chính mình, tôi vui lắm. Tôi vui nhất là mấy lúc mà được chọc bà, được ghẹo bà rồi bà chửi đồ điên khùng, nghe thích lắm. Hình như là tôi thích bà mất rồi Mika. Tôi cảm nhận bà cũng vậy mà, đúng không? Đúng không bà? Hả? Tôi... Mika làm bạn gái ca nha. Ca sẽ không để Mika phải buồn đâu. Hứa. Tôi... Là bà đồng ý hả? Gì bà? Không phải, ý tôi là tôi... Bà sao? Ý bà sao? Thôi chút về nhà đi, tôi trả lời cho ông nha. Nhớ nha. Hằng ơi, bà chờ tôi tí nhá. Đi đâu á ông? Đi làm ông Mai bà mối không? Theo tôi. Là sao? Đi đi, nhanh lên, cuối không có hai đứa nó thấy bây giờ. Tôi với Mika đi ra chỗ lấy xe, vừa đi vừa để ý mặt bà. Không biết sau khi mình tỏ tình Mika cảm thấy làm sao ta. Bà cũng nhìn mình rồi cứ cười mỉm. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn mặt ngốc của bà á. Không cho hả? Không cho. Vậy thôi, tôi nhìn mấy nhỏ khác làm gì căng. Ông dám sao? Vừa nói, bà vừa nhăn mặt, nhéo bụng mình. Ê, đau, đau bà già. Ủa, Mika, xe bà bánh xe kiểu hả? Là sao? Kiểu gì? Kiểu vỏ đụng niền nè.
Hả? Ủa? Sao xe sẹp lép như ông luôn rồi? Tôi biết đâu. Nãy bà chạy còn bình thường mà đúng không? Ừ, mới nãy còn căng mà. Alo cu, tao vừa mới giúp mày đấy, cảm ơn tao đây. Giúp gì? Bẻ kèo rồi mà. Thằng ngu này, mày động não lên đi. Xe mô tô bánh đúc mà tự nhiên sẹp được à? Ủa vậy là... Tao xì cái lốp xe đấy thằng ngu ạ. Cho mày bên Grus thêm một tí đấy. Ráng mà tận dụng cơ hội đi cu ạ. Chúc thành công ạ. Bye bye ạ. Được. Tuấn gọi hả ông? À, Tuấn gọi. Ông nói gì á? Nó bảo nó về rồi, rủ mai đi trên net đó mà. Ừ. Thôi, hay giờ mình gửi xe quán cà phê đi rồi tụi mình tàn tàn đi bộ về. Chắc vậy chứ biết sao giờ. Giờ cũng trễ rồi, đâu ai bơm bến xe cho đâu. Trễ vậy? Dạ xí con về con mua cho mẹ ơi. Nhớ con giả bộ gọi điện mua đồ chứ gì. Mua cái gì mà mua? Tao hỏi mày khi nào về. Về nhanh tao cho cửa. Con nhớ rồi, lát con mua cho nè. Yêu mẹ. Cái thằng khùng này, nay bị gì vậy ta? Mình có gọi lộn số không ta? Ủa, đúng số thằng con mình rồi mà. Đi chơi về mua đồ cho mẹ luôn ha. Ngoan ghê ha. Chứ sao? Mốt không biết có thương vợ như vậy không nữa ha. Cưới tôi đi rồi biết. Ai thèm cưới không? Điên khùng. 10 giờ rồi, xin mẹ đi tới 9 rưỡi thôi. Kiểu này ăn chuỗi chắc luôn. Toàn rồi cao ơi. Hai đứa đi bộ, ngày càng sát lại nhau. Tay tôi bắt đầu lay hoay, lén lén chạm tay Mika. Không thấy động tĩnh gì, được nước lấn tới. Chạm mạnh hơn, vẫn không thấy phản ứng. Nắm luôn, Mika nhìn tôi cười mỉm. Vậy là cho tôi nắm tay rồi. Nằm mơ cũng không nghĩ là có ngày này luôn á. Tôi nắm tay bà hoài không buông luôn nha Mika. Sao mà được, vì phải buông ra chứ. Đồ ngốc, ý tôi không phải vậy đâu. Tới nhà rồi, tới lúc phải tạm biệt nhau rồi sao. Ước gì cái đoạn đường này dài thiệt dài, đi mãi không hết. Mika đi vào nhà, quay sang tạm biệt tôi. Tới nhà Mika rồi, Mika vào nha. Khoan. Khoan gì? Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. À, xíu tôi về tôi nhắn tôi trả lời cho. Không được, tôi chạy lại trước mặt Mika. Cận mặt lắm rồi, muốn hôn luôn rồi. Bà làm bạn gái tôi nha. Thôi, ca về đi. Về tới tôi trả lời cho. Không được, Mika trả lời liền đi. Mika làm bạn gái ca nha. Tôi ừ, thì tôi có gì mà tôi hoài. Nhanh đi, không ca đổi ý bây giờ. Tôi đồng ý. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Kỹ rồi mới chấp nhận chứ cái đồ ngốc này. Không được đổi ý nha. Ừ, biết rồi. Bà nhắm mắt lại đi. Tôi có cái này tặng bà nè. Cái gì á? Cứ nhắm đi. Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Mika. Sao mà ngọt dữ trời. Nụ hôn đầu của tôi, ý là nụ hôn đầu tiên của tôi cho Mika. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động những cành cây bên đường. Những giọt nước đọng trên cao rớt xuống. Một giọt vô tình rơi vào giữa đầu tôi với bà. Ây da, mưa rồi kìa. Vừa nói, vừa rút môi lại, phá vỡ không khí lãng mạn. Hey, mình đúng là lãng sạc mà. Mưa đâu mà mưa, nước trên cây rơi xuống đó trời. Ờ ha. Ông làm tôi ngại quá à. Thôi trời rồi ông về đi kìa. Tối ngủ ngon nha, nhớ đắp chăn không thôi lạnh á. Tôi về nha bạn gái. Tới nhà mình rồi, hên là có mua bịch chè về cho mẹ lấy lòng. Không biết có bị chửi không nữa. Mẹ ơi mở cửa con với. Ủa ca, sao về trễ vậy con? Mẹ gọi điện thoại lại mày còn nói khùng nói điên cái gì vậy? Dạ con đi vòng vòng mua chè cho mẹ nè. Biết mẹ thích ăn chè mà đúng không mẹ? Trời đất ơi, hình chi mấy nay miền Trung á hả, bão lũ hết trơn rồi. Nay anh trai tôi đi chơi vào nhớ tới tôi, mua chè cho tôi kìa trời ạ. Chắc bỏ bịch chè vô tủ khiển chưng chứ sao dám ăn trời. Không biết ăn vô có bị sao không nữa. Phóng thật nhanh lên lầu, nhắn tin liền cho Mika. Mà thôi gọi luôn đi, chứ mới đây mà đã nhớ giọng bả rồi. Chào nụ hôn ngọt ngào nhất mà ca từng có. Ông xáo quá đi. Nụ hôn trước ông thì sao? Ông nhiều người cũ lắm mà. Mỗi người một cảm giác khác nhau chứ. Với bà là đã nhất. Thôi đi, nói hoài làm tôi ngại muốn chết à. Tối nay chắc bà ngủ ngon lắm hen. Thì chắc là vậy. Ông ngủ vậy mà phải không? Không biết nữa, sợ vui quá ngủ không được. Leo lên giường trong sự tiếc nuối.
Mở cứ cười mỉm, không thể nào mà ở lại trạng thái bình thường được. Yêu là vậy ha ta. Biết bao lâu rồi mình mới biết yêu lại. Phải phải, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Vậy là người Mika bảo là đang tìm hiểu là mình luôn hả ta? Giờ mới biết cảm giác của thằng Tuấn. Đi đâu thấy cái gì cũng màu hồng. Nay quyết định dậy sớm, không ngủ ngáy nữa, cũng không nướng tới sát giờ học mới dậy. Ráng luyện cho đô con để người ta còn ôm, rồi mằn bụng mình nữa. Nghĩ thôi là đã thấy khoái à. Search Google từ khóa cách làm tăng tình cảm lúc mới yêu, đổi mới bản thân. Mình cũng đang cố mập lên, vậy là cũng tính là đổi mới bản thân rồi. Bữa tối lãng mạn. Vậy mình phải hẹn Mika đi ăn mới được. Sau là tạo sự ngạc nhiên. Làm gì để Mika ngạc nhiên giờ ta? Gọi điện dần Tuấn liền mới được. Alo cu. Nghe cu ơi. Cu cu cái đầu mày chứ cu. Suốt ngày cu. Sao? Làm gì gọi tao giờ này? Crush từ chối rồi à? Ngược lại nữa là đằng khác. Mika đồng ý là bạn gái tao rồi mẹ. Adù, kinh đấy. Mày có xin tổ chưa? Không tổ của mày lại quật cho. Tổ gì? Tổ BD á. Mày cho tao cái lý do để tao tiếp tục làm bạn mày đi. Lý do là cái mày chuẩn bị nhờ tao chứ gì. Sao mày biết tao chuẩn bị nhờ mày? Mày mà, tao còn lạ gì nữa đâu. Nửa đêm gọi điện chỉ có một là bồ đá, khóc lóc kể lể, hai là mượn tiền, ba là chỉ cách tán gái. Cái thứ ba, hờn xíu. Tán được rồi, giờ tao muốn tìm cách để tăng tình cảm. Tặng quà thôi chứ sao, mà mới tán chưa được một ngày mà đã muốn tăng tình cảm, mày bị khùng à? Thì mày cứ chỉ đi, nãy tao search Google cũng nói y chang như mày. Bảo là tao nên làm gì đó để tạo bất ngờ. Tao nghĩ chỉ có tặng quà thôi. Đúng rồi, với tao thì khác, chứ với mày thì có tài năng gì đâu. Chỉ có tặng quà thôi. Ok, tao nhịn. Mày giúp tao lựa quà tặng đi. Bù lại tao được gì trong vụ này? Chơi net với Steam ngày. Thời gian tới tao bận lắm mày ơi. 3 ngày? Ừ, tao bận thiệt mà. Thời gian tới tao còn phải đi học này, đá banh này, chơi với em Hằng này, ăn với em Hằng này, ngủ với... tóm lại hơi bận nhá. 1 tuần. Mai tao dắt mày đi mua quà, yên tâm. Tao mới đầu không nói gì đi. Ngày hôm sau, tan học về, lại là khung cảnh quen thuộc. Lại chờ Tuấn trước cổng trường để nó ra nó dắt đi mua đồ. Thằng này từ hồi có tình yêu vào nó cứ mò mò, bực mình thiệt chứ. À, nó đây rồi, nó đây rồi. Đi cu, làm gì mà ngồi đờ ra đấy? Ngồi chờ mày chứ làm chi? Mày không lo qua lớp trước luôn đi, rồi tao qua liền mà. Tao có cho mày lau cây đâu mà lo. Mà mày làm gì chúng đó lâu vậy? Tan học lâu rồi mà. Nay tới hàng chủ nhật, tao phụ cho xong này. Với sẵn kiếm cớ đi chơi với mày, chứ đúng ra nay tao với Hằng đi trực xong rồi đi ăn cá viên chiên đấy. Đồ, nay tốt vậy. Rồi mày có dặn Hằng là giữ bí mật chuyện tao mua quà cho Mika không đó? Trời, tao giữ bí mật này với cả Hằng luôn mày ạ. Ok, good. Đi nhanh đi, chứ Hằng ra mà thấy tao đi với mày lại tưởng tao trốn bả đi trên net nữa thì khổ. Nói rồi, tôi với Tuấn chạy một mạch qua khu trung tâm, ghé vô shop đồ lưu niệm. Mày muốn mua cái gì để tặng? Tao không biết nên tao mới phải nhờ mày tư vấn đó. Tao thì ban đầu tao tự tay làm cặp tóc đấy, mà mày chắc là một chút hoa tay cũng không có đâu nhờ. Thôi chịu, vô kiếm một ít quà lưu niệm gì đây. Tao biết có chỗ bán mấy giỏ quà đẹp lắm. Ok, cũng được, mà mày vô trước đi, tao gọi điện cho mẹ tao đã. Thằng lú này gọi mẹ mày làm chi? Hỏi ý kiến mua quà cho con dâu à? Có đâu, tối qua xin mẹ đi sinh nhật thằng béo, hứa 9:30 về. Mà nhờ mày xì bánh xe cho nên 10:30 tao mới về, rồi bị chửi sắp mặt. Ô hay, mày đang chết tao đó à? Thế mày có thích bị xì bánh xe không? Có chứ. Gọi lẹ đi rồi vào, tao vào trước đây à. Kìa, nãy ông bảo về sớm có việc gì mà ta? Sao giờ lại ở đây? Mà thôi kệ đi, chắc ông đi mua đồ gì á. Nhưng mà bên đó là kệ đồ lưu niệm của ta cho nữ mà. Mà thôi kệ ông đi, mình đâu phải người nhiều chuyện đâu. Thôi kệ đi, mình phải hóng hớt một xíu được. Cái này chắc là bà thích này. Ông này kỳ ghê á, vừa hôm trước mới làm kẹp tóc tặng người ta xong, nay lại còn phải đặt quà cáp đồ nữa chứ. Thích ghê á chồng, chắc tính tạo bất ngờ cho mình đấy mà. Thôi về, chứ để ông biết mình phát hiện ra rồi thì mất vui.
Ủa, ai giống bà Hằng vậy ta? Tao vào rồi đây, mày lựa được gì cho tao chưa? Vào rồi đấy à? Làm gì ở đâu vậy? Tao vô nãy giờ mà tự nhiên đau bụng, sẵn chui toilet luôn, chả biết ăn chúng gì nữa. Hốc vặt cho lắm vào, lúc nào cũng thấy mày nha trong lớp mà không bị cũng uổng. Mà tình hình sao rồi? Của mày đây, gói quà cô te nhất tiệm này rồi đấy. Đảm bảo bà nhìn là bà mê mày liền. Được đó, duyệt đó. Mày đúng là có mắt chọn quà mà, không uổng công tao tin mày ha. Không có gì, bạn Hiền cứ quá khen, 5 ngày chơi nét thôi nha. Biết rồi, khổ. Mà Tuấn ơi, giờ mua quà rồi, làm sao để tặng quà cho bất ngờ? Thì giả vờ hẹn nhau đi ăn gì đấy, rồi đem quà theo tặng. Đúng. Tao cũng đang tính hẹn Mika đi ăn, nhưng mà tặng quà thế nào, mở miệng ra sao thì tao chưa biết. Một ly matcha mèo. Matcha mèo là cái gì mày? Là trà sữa bên tiệm trà sữa mèo có bán đấy. Có quán trà sữa đó luôn hả? Có. Có muốn chỉ cách tặng quà không? Có. Đi nhanh còn về. Hai anh chị uống gì ạ? Hai anh chị? Thằng em nó nói đúng còn gì nữa. Dạ em nhầm, xin lỗi ạ. Tại thấy chị, em nhầm anh tóc dài nên em nhầm ạ. Hai anh dùng gì ạ? Thằng cu nó nói đúng mày ạ. Mày nên đổi style tóc đi, nhìn mày từ xa cứ như con mắm nào á. Lấy anh ly trà gừng em ạ, cho ấm giọng. Lấy anh ly trà sữa mèo. Ok hai anh ạ, hai anh có ăn thêm gì không ạ? Ủa, quán này có bán đồ ăn nữa hai em? Nào giờ uống đây, quài có thấy đồ ăn đâu em. Dạ đúng rồi, quán em có bán đồ ăn đâu. Vậy sao hỏi? Hỏi cho vui vậy thôi chứ có bán đâu mà. Hai anh ngồi chờ em chút nha, em giao làm nước. Khứa nhân viên này nhìn quen quá ca, giọng với tóc quen lắm. Ừ, cái bản mặt cũng quen nữa, hình như tao thấy ở đâu rồi thì phải. Vô quán trà sữa thì uống trà sữa chứ đi đâu. Thường giờ này hai anh phải đi chơi nét chứ. Nay đi uống trà sữa luôn, tin nhở? Bớt khỉ đi, mày đi đâu đây? Vào quán trà sữa thì đi mua trà sữa, chứ không lẽ đi mua thuốc chuột. Hai anh em mày vui quá ha, cứ gặp nhau là đấu khẩu. Ở nhà chắc nhộn nhịp lắm nhờ. Kì ơi, lấy chị Halin matcha trà xanh nhanh chị chờ. Dạ, ok chị Bi. Chờ chút, có liền. Đưa tiền mặt hay là chuyển khoản chị? Đi sổ nha em. Thằng nhân viên tên Kỳ hả Bi? Dạ, thằng Kỳ chống là tự kỷ ở gần nhà mình nhá anh hai. Nhột nha mày. À đúng rồi nhờ, sẵn đây có Bi ở đây, nhờ nó luôn nè. Hả? Nhờ gì? Nhờ nó vào vai Mika á, để tập cho mày tặng quà. Nó cũng là con gái, nó biết đánh giá xem thằng con trai thế nào là lãng mạn chứ mày. Vậy giờ làm sao? Đây để tao ra thị phạm trước rồi cho mày nhìn mà học theo nha. Ok được á. Bi ra làm mẫu cho anh Tuấn mày tặng quà thử, tao học cái. Thử gì? Hai tính tặng quà trai à? Thử rồi được gì không? Mày muốn được gì? Kì ơi, tính tiền Harley của chị vô trang tóc dài luôn nha. Phải ghi sổ. À, phương tóc bên luôn nha em. Nhìn kỹ đây. Rồi, bây giờ là thế này nha. Mika nè, chuyện của bà sao rồi? Hả? Chuyện gì hả bà? Thì cái chuyện hôm bữa bà tâm sự với tôi, bà bảo có để ý ai đó đó. À, thì cũng đang tốt. Người ta vừa mới tỏ tình với tôi á. Tỏ tình rồi á? Mà ai vậy? Hôm bữa tôi hỏi bà chưa trả lời tôi á. Thì... Ủa vậy còn ông ca sao? Ông cũng thích bà mà. Thì là ông đó chứ còn ai nữa. What? Thiệt hả? Vậy là người bà để ý là ông ca đó hả?
Đúng rồi nè, hôm sinh nhật béo ông tỏ tình tôi á bà. Uầy, sao drama thế nhỉ? Tôi cứ tưởng ai hóa ra là ông ca, mà còn tỏ tình ngay ngày sinh nhật của thằng béo nữa chứ. Thằng béo mà biết thì sao ta? Thôi, chuyện cũ cũng qua rồi mà. Với lại ca cũng tốt mà bà, chỉ là đôi khi hơi trẻ con một xíu thôi. Ừ, nhưng mà tôi bất ngờ là ngay ngày sinh nhật của thằng béo thôi. Rồi bà có đồng ý không á? Ban đầu tôi cũng có hơi do dự ấy, mà rồi tôi cũng đồng ý á bà. Tốt quá là còn gì nữa. Tuấn với ca là bạn thân, tôi với bà cũng thân, thế thì tốt quá rồi. Ừ, mà bà với Tuấn cũng hạnh phúc quá hằng. Hai người tới giai đoạn nào rồi? Nói tới ngại ghê, hồi chiều đi học về bà, tôi có ghé qua cửa hàng quà tặng á, thấy ông Tuấn đang lựa quà, chắc tính tạo bất ngờ cho tôi nữa đây mà. Ông suốt ngày tâm lý quá tôi ngại ghê á. Nhất bà rồi còn gì. Ủa? Ai giống Tuấn với ca quá kìa. Ủa? Đâu? Kìa, quán trà sữa mèo đằng trước kìa bà. À, cái quán trà sữa tôi với Tuấn thích uống nhất á, tại nó tên mèo. Nhưng mà Hằng ơi, có gì đó sai sai thì phải. Sai á? Đâu? Tôi không thấy ta. Từ từ Hằng ơi, tạm trốn xem sao đã bà. Bình tĩnh bà. Từ từ. Hằng ơi, bình tĩnh Hằng ơi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Nó rành rành ra đó rồi. Ủa Hằng, bà đi đâu á? Mua trà sữa hả? Mua cái gì mà mua? Ông làm gì ở đây? Ê da, chết bà rồi. Hằng sổ sàng chạy lại, như sắp giết con khứa Tuấn vậy. Không ổn rồi ca ơi. Mày đốt nhà người ta là ca ơi, giờ sao đây ca ơi? Không phải như bà nghĩ đâu Hằng ơi. Tôi đang... Hằng tiến lại, túm quần áo Tuấn, la làng, mặt như muốn ăn tươi nước sống Tuấn. Bi cũng xanh mặt rồi không biết chuyện gì xảy ra. Chố mắt ra nhìn, chưa bao giờ thấy bà Hằng bà hung dữ vậy. Ôi giời ơi, Hằng dịu dàng của Tuấn đây hả trời. Pha này Tuấn đi chắc rồi. Ông đang làm cái gì ở đây? Nhỏ này là ai hả? Không phải mà, đây chỉ là... Không phải đâu Hằng ơi, đây chỉ là... Ai mà tặng quà rồi còn thân mật các kiểu. Hồi chiều tôi thấy ông đi mua quà, tôi còn ảo tưởng là ông mua để tạo bất ngờ cho tôi. Tôi cứ tưởng ông thật lòng với tôi, tưởng tôi là người hạnh phúc nhất rồi. Còn vừa khoe với bà Mika nữa. Ông làm tôi thất vọng quá à. Đây đâu phải đâu. Thôi mà, bình tĩnh nghe tôi giải thích cái đã. Không có giải thích gì hết á. Chia tay đi, đột tồi. Anh hai, giờ sao anh? Bà đó là bà nào vậy hai? Hằng, Phương Hằng, tên gọi khác là Mèo, cùng nhân mã, tính tình khá ôn hòa và dễ chịu, chưa từng thấy cãi nhau hay to tiếng với ai bao giờ. Phải không vậy hai? Chắc chắn mà, trong kịch bản ghi vậy mà. Kịch bản nào vậy hai? Vừa thấy chủ như tát lên mặt anh Tuấn vậy mà, có ghi chép sai gì không á? Không sai, chưa từng thấy chứ không có nghĩa là sẽ không bao giờ thấy. Anh em mình vừa may mắn được xem lần đầu á Bi. Rồi sao bà chửi anh Tuấn dữ vậy anh hai? Hai cũng chả biết nữa, chắc hiểu lầm gì đó. Dạ nước nè chị Bi ơi. Em xong rồi em về trước nha hai. Hai ở lại ăn uống anh Tuấn nha. Nại đừng có buồn. Mình buồn thì buồn một chút thôi. Bye bye hai người. Càng à. Tội lỗi quá. Cảm thấy tội lỗi quá. Khổ thân Tuấn. Cứ đứng nhìn về hướng Hằng bỏ đi. Miệng run run, không nói nên lời. Mắt đỏ hoen. Tuấn quay sang cố gắng bình tĩnh lại rồi nói. Về cô, tính tiền rồi đi về, trễ rồi. Tuấn ơi, tao xin lỗi, tại tao mà... Xin lỗi gì? Tao đang tính xin lỗi mày, do tao mà mày lộ quà tặng không tặng quà được kìa. Không sao, nhưng mà mày với Hằng... Không sao đâu, để tao về giải thích với Hằng chắc là không sao đâu mà. Vừa nói, Tuấn vừa khịt cái, kiểu rõ ràng là sắp khóc tới nơi rồi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tự nhiên thấy tội nó ghê, chắc phải về nói với Mika làm sao để giúp hai người đó chứ đâu để về được. Về thôi cu, về nhanh không mẹ mày lại mắng cho bây giờ. Đừng có cứ bị mắng là bảo đi chơi với tao à. Thì tao đang đi về với mày thiệt mà. Về thôi. Ê mày, nãy tao thấy mày khóc hả? Mày bị điên à, tao phải 3D giống mày đâu mà khóc. Tao thấy rõ ràng còn chối, mắt đỏ hoen rướm rướm rồi. Quê, khóc nhè quá. Khùng quá cu ơi, bỏ tao ra cái thằng 3D này, ôm ấp cái gì. Thôi xin lỗi mà, cảm ơn mà. Do tao mà mày bị bồ bỏ, tội. Bố cu, tao nói bỏ tao ra mà. Chạy vào nhà,
Đầu vẫn còn ám ảnh cảnh hồi nãy. Kịch tính quá, kịch tính quá. Lúc đó nghĩ sao Bi nó còn quay sang nó nhỏ với mình. Nó hai cái bắp rang không lấy ra ăn coi phim chó kịch tính. Hên là nó nhỏ bà Hằng bà không nghe. Đi ngang nhà bếp thấy mẹ Du Dương với Bi đang ngồi sẵn ở chổng, đang rửa chén thì phải. Ây à, chắc là Bi lại mách lẻo Du gì nữa rồi. Hello mẹ Du Dương. Tao Du Dương vào đầu mày giờ. Lại đây hỏi chuyện coi. Dạ. Tuấn nó sao rồi con? Sao mày báo quá báo vậy con? Báo gì mẹ? Con không biết gì đâu. Báo quá báo mà. Tuấn nó khó khăn lắm nó mới thoát được mày. Mẹ mừng cho nó chứ chơi với mày riết sao nó có bồ được. Mà chưa được bao lâu con nó báo nó rồi. Trời ơi, đi vừa kể mẹ xong. Mẹ, ai có ngờ đâu. Con đâu có biết nó xu dữ vậy. Tự nhiên Hằng ở đâu lao vô. Chịu á. Đúng rồi đó mẹ. Crush anh Tuấn dữ ghê á mẹ. Con vừa thấy con hoảng hồn trốn liền lụi liền. Giờ nhớ lại còn sợ nè mẹ. Coi tìm cách giải thích giúp người ta đi hai đứa. Trễ rồi. Đồ ăn mẹ có chừa cho ca trong tủ á. Ăn miếng đi rồi ngủ nha. Dạ ăn chứ ăn chứ. Con phải mập mẹ. Chuyện động trời. Thôi thôi để yên cho trời nó đẹp. Mẹ còn đi chợ mua đồ ăn cho mà ăn. Mưa bão là đói nha hai đứa ơi. Ngủ đi hai đứa. Dạ. Mẹ ngủ ngon. Harley trả sữa em giữ kín chuyện hai mua quà tặng gái. Trong bao lâu? Harley 2 ngày, voucher giảm giá 5 ly 7 ngày. Mày biết làm giàu quá ha. Chứ sao, vậy chốt gói nào. Tan trường, đứng ngay trạm xe buýt chờ Mika về để giải thích cho Mika hiểu. Giờ chỉ có Mika là bạn thân của Hằng, nói Hằng mới chịu tin thôi. Trước tiên là mình phải làm cho Mika tin trước đã. Mika. Ca đó hả? Sao vậy ông? Chuyện hôm qua á bà. Chuyện Tuấn với Hằng á. À Tuấn, tôi không ngờ tôi vậy luôn á. Không phải đâu bà ơi, hiểu lầm á, không phải vậy đâu. Rên đó đó chứ hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm. Tôi thấy mà tôi tức á, là bảo là thích Hằng còn tán nhỏ khác nữa. Có đâu bà, nhỏ đó là em gái của ca á. Nhớ ca kể con đứa em gái không? Hả? Là sao ông? Đó em gái ông á hả? Tuấn tán em gái ông á hả? Ây da, không có phải, thật ra là... Là sao ông? Chuyện là... Là sao? Bà nhìn lên trời đi tôi mới kể được, hồi tưởng được chứ bà vậy. À... Đó, chuyện là như vậy đó bà. À, sao là vậy? Mà sao kể nhanh vậy? Tôi tưởng còn đoạn hồi tưởng chứ. Không có kịp dựng đó bà. Đã chiếu phim trễ mà còn dựng rườm rà màu mè nữa. Chiếu trễ fan chửi chết. Tào lao. Mà ông tặng quà cho tôi thì ông tặng đi chứ. Có gì đâu mà phải nhờ Tuấn từng chút ghê vậy. Thì... Ông đừng có nói với tôi là lần đầu ông tặng quà cho người yêu nha. Ừ, thì không phải lần đầu. Nhưng mà tính tôi như vậy, lần nào cũng ngại. Rồi ông ngại mà ông hại bạn ông cửa đó đó. Tôi có cố tình đâu, ai biết ra như vậy. Được rồi, yên tâm để tôi về tôi giải thích với Hằng giúp cho. Tôi còn cứ tưởng ông Tuấn ông tồi vậy nữa. Ông còn hùa theo tôi tính dội luôn cả ông đấy. Eo ơi, tôi có làm gì đâu mà bà dỗi tôi. Không có biết, thích thì dỗi, được không? À dạ được, Mika thích là được. Mika nghe. Mika về chưa? Đi tới đâu rồi? Mika đang lên đường về á. Về tới nhà Mika gọi lại cho nha. Mika yên tâm về nhà đi nè. Tí Mika lộ Hằng đi dạo rồi Mika giải thích cho. Mika về nha. Làm gì mà dội dữ vậy không biết. Có chuyện gì gấp lắm hả ta? Kệ về ngủ giấc đã. Qua suy nghĩ cả đêm cũng đuối quá. Alo, Mika về rồi nè. Alo. Alo, tôi nè. Về rồi hả? Thay đồ ra ăn uống gì chưa? Chưa nè. Vừa về là tôi gọi cho ông liền á. Ủa, giờ này bà nói chuyện với ai ta? Chắc ba của bà. Nghe bảo ba bà đi làm xa. Vậy tính ra tôi cũng chưa bớt quan trọng với bà nhờ. Tào lao quá ông. Mấy nay sao tự nhiên siêng gọi cho tôi quá vậy? Thì tôi thích, không được à? Ông biết dụ mèo với Tuấn chưa? Chưa bà, tôi không quan tâm mấy chuyện tình cảm của người khác. Tôi chỉ quan tâm chuyện tình cảm của tôi thôi. Lại tào lao rồi đó. Tào lao gì, tôi nói thật mà. Thôi đi ông. Rồi mấy nay bệnh có ai chấp bài cho chưa? Có rồi bà, có Châu ngày nào cũng qua đưa sách vở cho tôi. Tôi thấy Châu cũng tốt, sao ông với bà cứ mập mờ mãi vậy? Từ khi chia tay tôi tới giờ á. Ừ bà, Châu tốt thật. Chứ sao, kiếm đâu ra người như vậy nữa. Có nè, có bà. Thôi thôi, tôi đi xuống tắm rồi ăn cơm đây. Ông nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi nè. Tôi biết rồi nè, có bà nói chuyện là tôi đỡ bệnh rồi. Nói chuyện với Mika hiệu quả hơn thuốc nhiều. Khùng, thôi đó, bye à. Nãy giờ cũng lâu rồi, chắc Mika nói chuyện với ba cũng xong rồi. Để gọi tám chứ nhớ giọng bả quá. Ngày không nghe tiếng bả chắc chết mất. Ê à, sến quá cậu ơi. Cậu ơi, sến quá cậu ơi. Alo, em à, nhớ anh không? Bạn của ông bây giờ. À da, bà nghe máy khi nào vậy? Ai biết, tôi nhấc máy thì là nghe ông sến xúa rồi. Quê quá quê. Mà nãy giờ bà nói chuyện với ba bà hả?
Đúng rồi. Mà bà có nói với Hằng cái vụ Tuấn chưa? Vụ hiểu lầm á. À, tôi có hẹn cái Hằng sáng mai tập thể dục rồi á. Sáng mai tôi giải thích cho. Hằng ngủ vậy là người để bụng với giận hờn vô cớ đâu, ông đừng có lo. Tôi chỉ sợ bà hiểu lầm rồi giận thôi. Giận quá lại chả thèm nghe giải thích nữa chứ. Ừ, không sao đâu. Qua về nhà thì Hằng cũng có nói với tôi là hình như là hiểu lầm rồi hay sao. À, vậy thì dễ rồi. Tôi cũng đỡ lo rồi nè. Mà Mika nè. Sao không? Bà thích con trai mập thiệt hả? Có đâu, ý là vừa thôi chứ. Hổm hình như có nói với ông rồi mà ông quên à? Đúng rồi, người ta có thèm nghe mình nói gì đâu mà để ý. Dỗi. Ấy ấy, không phải. Ý tôi đang định hỏi là ngoài vừa vặn ra thì bà còn thích cái gì nữa không á? Tôi đã chấp nhận là bạn gái của ông rồi mà ông còn hỏi này hỏi nọ tôi nữa. Ông không tin tưởng tôi à? Dỗi. Ủa, không có. Ý tôi chỉ hỏi để biết là thay đổi bản thân cho hợp với bà hơn thôi mà. Ông không nhường nhịn gì tôi hết. Ông dám cãi ta đôi với tôi. Dỗi. Eo, không phải. Tôi có dám cãi đâu. Xin lỗi mà. Vậy có phải ngoan không? Nói chứ tôi thích con trai gọn gàng á, như cách ăn mặc nè, rồi tóc tai rồi nè. Gọn gàng à? Cách ăn mặc thì mình cũng đơn giản, gọn gàng. Chính xác hơn là không có gì lượm thượm. Tóc tai thì mình có nên gọn Tuấn nữa không ta? Có báo quá không ta? Gì cu? Nghe cu ơi. Lại cu. Nói đi, tao đang bận lắm. Bận buồn à? Tao nhờ Mika giải thích rồi, không sao đâu. Sao? Vợ tao giờ này có chuyện gì? Thì tao tính nhờ mày giúp. Ủa? Sao nó cúp máy ngang vậy chạy? Bình thường có vậy đâu ta? Hay nó sợ mình báo? Mà để gọi lại. Alo? Sao cúp máy ngang vậy? Nhà tao vừa bị mất internet. Nhưng mà tao gọi qua số điện thoại mà. Thì chắc là mạng chập chờn. Đó. Mày đừng có mà mồm điêu. Vậy mà bảo gì cũng giúp. Tao muốn giúp mày mà sợ mày báo quá. Nay chắc phải gọi mày là chú ca báo quá. Sự cố ngoài ý muốn mà, tao có cố ý đâu. Thôi mà. Rồi lại muốn giúp gì nữa đây? Thì cái này không có ảnh hưởng gì tới mày đâu. Tao chỉ muốn thay đổi bản thân một tí, tính nhờ mày giúp. Thông minh ra rồi à? Thay đổi bản thân á? Muốn thay đổi thế nào? Chắc là cách ăn mặc, rồi tóc tai. Ok, được. Cái này thì tao giúp được. Mà làm gì có cái gì là miễn phí đâu nhỉ? Mệt quá. Mấy cái thủ tục đó bỏ qua đi. Mai được nghỉ kìa. Vậy mai đi. Để mai tao dắt mày đi trải chuốt lại nhan sắc. Ok, chốt đơn nha. Mai tao bao cà phê. Sao lần nào cũng là mình đợi nó vậy ta? Vậy mà còn dự tính là sáng đi tập thể dục với cà phê sáng với nó. Hello cu. Cu đợi anh có lâu không cu ơi? 5 phút. Mới có 5 phút mà mặt đã nặng như một cục rồi. 5 phút nữa là tròn nửa tiếng. Con rùa này, mày bò lâu vậy? Đây cũng gần nhà mày mà. Ra thành phố, rủ chai quê lên thành phố làm đẹp. Mà chai quê lên thành phố phải ngồi chờ. Sân nhà nên hơi nướng tí. Mấy khi được nướng mày phải thông cảm chứ. Mày muốn thay đổi thế nào đây? Thì gọn gàng lại mày. Quần áo, rồi tóc tai. Quần áo thì dễ rồi. Còn tóc à? Chắc là phải xuống tóc mày thôi. Gì ba? Tao không để đầu chọc được đâu. Lạnh đầu lắm. Bệnh á. Thằng điên này. Tao đâu có bảo mày cạo trục lóc đâu. Xuống tóc ở đây nghĩa là cắt ngắn thôi. Mày không thấy ai tóc tai mày lòm thòm nhìn không giống con trai à? Phong cách tao nói vậy. Tao ước được làm đạo diễn phim nè. Rồi làm rapper. Rap như mày chó đó nha. Mà cũng đòi làm rapper. Mày làm đạo diễn thì chắc cũng trái coi. Mày chắc chưa? Đi, tao với mày đi cắt tóc trước. Qua bên chỗ cha sợ hông đi. Cái chỗ đấy cắt bao sợ đẹp. Thế là tôi với anh Tuấn lọt tọt qua cha hông. Gặp anh quản lý Jun Won. Quán khá ế, vắng tanh, không một bóng người. Chỗ vắng tanh vậy mà anh Tuấn nhắn quảng cáo bảo salon VIP. Ê Tuấn, salon ế xệ nhưng mà mày kêu là salon xịn. Không bóng người luôn, như chùa Bà Đanh luôn. Ai biết được, hôm bữa tao cũng cắt ở đây mà. Hôm nào chả đâu nghẹt. Thôi kệ, lỡ rồi, vô gọt quả đầu cho crush ngắm. À quên, bạn gái chứ. Anh Dây ơi, làm em quả đầu anh Dây ơi. Quả nào gọn gàng cho bạn gái em ngắm anh Dây ơi. Anh ơi, anh vạt luôn cái chùm đuôi gà nó đi anh. Em thấy ngứa mắt mấy chục năm nay rồi. Đi với nó người ta cứ tưởng là nó cái em không á. Anh cắt thiệt hả anh trai? Đúng rồi, nhờ đây cắt tóc chứ em chứ muốn cắt cái gì. À dạ, anh cắt đi ạ. Nhưng mà anh ơi,
Anh cắt thiệt cái chùm đó của em hả anh trai? Đúng rồi, phải cắt thôi. Cắt mới gọn gàng được chứ em à. Dạ, rồi anh cắt đi anh. Mày nhây quá, tiếc gì cái chùm đó nữa. Anh vạt luôn đi anh trai. Dạ, nhưng mà anh cắt đi anh, em ổn. Vì bạn gái. Nhưng mà anh ơi, này thì nhây, yên bình cắt tóc không muốn. Muốn vừa khóc vừa cắt à? Sao? Ổn không? Nhìn gọn gàng đẹp trai liền, ok mày ăn liền. Cũng nhẹ đầu, gọn gàng. Mà đẹp không mày? Mày cứ tin tưởng ở tao đi, Mika nhìn phát là mê liền. Giờ làm bộ quần áo nữa là thành xoáy ca ngay. Ok, đi. Chào mọi người, ca đây. Lạ không? Xoáy ca liền, hí hửng đi học cảm giác như là mình thành một con người khác. Gặp ai cũng hất cái tóc mái lên. Nào giờ có để tóc mái đâu, toàn cột chùm đuôi gà. Giống con gái thiệt. Ây da, hình như là mình chưa làm bài tập về nhà. Thôi kệ, cứ hất tóc làm màu với mọi người cái đã. Tóc mới mà, đẹp không, tóc đẹp không? Giữ nhá. Adu, hello cu. Mày làm gì mà cứ vừa đi vừa hất cái mặt lên á? Ngáo à? Cho tao ngầu tí, xí vô khóc sâu. Chưa làm bài tập về nhà chứ gì. Xài, dăm ba cái phương trình hóa học. Tí tao vô tao cho tao chép với nha. Mày làm chưa? Rồi, tự lực cánh sinh đi cu. Báo thủ à, vô lớp nè. Đường vô lớp nay hồng hào quá, hồi hộp quá, háo hức quá. Được khoe tóc với Mika, khoe diện mạo mới các kiểu. Ý ai vui quá đi đó mà, vui quá đi. Ủa, Mika đâu? Bình thường bả tới sớm lắm mà nhờ. Nay gần vô lớp rồi mà chưa thấy bả đâu ta. Quay sang tính hỏi Hằng, thấy Hằng với Tuấn ngồi cùng bàn mà vẻ mặt có vẻ hơi căng. Thôi, giờ sao nhờ? Hỏi ai về nhờ? Để nhắn tin bả thử xem sao. Ê à, thầy giàu rồi, xui dữ trời. Còn chưa kịp nhắn tin hỏi thăm nữa. Hello mấy em, nay trời đẹp quá à. Thầy có nên kiểm tra bài cũ không ta? Dạ không thầy ơi. Đẹp trời thế này phải cho lớp ngồi không ra ngắm cửa sổ nhìn trời nhìn đất nhìn mây tận hưởng cảnh đẹp chứ thầy. Ok, vậy hôm nay kiểm tra miệng Tuấn nha. Ủa alo thầy ơi, nhưng mà tiết trước thầy bảo là giao bài tập về nhà, dặn nay kiểm tra bài tập mà. Vậy hả? Vậy cuối tiết em đem giả bài tập lên cho thầy nha em. Dạ thầy. Lớp phó báo cáo sĩ số lớp hôm nay cho thầy gọi Tuấn lên kiểm tra miệng nha. Ủa thầy. Ủa gì? Ý kiến gì không? Bông lớp phó, em báo cáo sĩ số lớp cho thầy với. Dạ thưa thầy, lớp nay vắng hai bạn ạ. Bé bị sốt chưa khỏi với Mika vắng chưa thấy báo lý do ạ. Rồi, cảm ơn em. Mika sáng thấy đem thuốc với bánh qua nhà bếu á, chắc là sang thăm bếu. Ủa vậy hả? Mà Mika với bếu là gì của nhau mà qua chăm bếu vậy châu? À, giờ thì là bạn, nhưng mà trước là người yêu. Cái gì? Mika là người yêu cũ của bếu á? Ủa Mika, Mika không phải là nhỏ học sinh mới mà mày thích hả ca? Ca, mày sao vậy? Thì ra Mika là người yêu cũ của ông béo. Mika nghỉ học để sang chăm sóc cho ông béo. Tuấn hả? Thằng ca nó có qua nhà con chơi không con? Dạ ca hả cô? Dạ không cô ơi, sao vậy cô? Nay sao giờ này nó chưa về nhà nữa, 11 giờ đêm rồi. Bình thường nó đi chơi về trễ nó phải báo cô hoặc xin cô trước chứ. Chẳng biết nó có chuyện gì không nữa. Dạ vâng ạ. Thôi muộn rồi cô cứ nghỉ ngơi trước đi để con tìm nó cho cô ơi. Ngủ gì được mà ngủ con. Con cái giờ này nó chưa về sao cô ngủ được. Con giúp cô tìm nó với. Dạ vâng ạ. Anh Tú nói sao mẹ? Anh hai không có bên nhà anh Tuấn hả mẹ? Không con, chả biết thằng này nó đi đâu. Thằng này hôm nay lại vậy ta. Bình thường đi đâu cũng gọi mẹ xin phép mà có bao giờ dám về trễ đâu. Nay lại là cà đi đâu chưa thấy về. Hay là nó đi chung với Mika nhỉ? Để gọi Mika thử. Alo, Mika hả? Ca nó có đi chơi với bà không? Không á ông. Nay tôi không đi học nên không biết á.
Bình thường tối hay gọi điện cho tôi mà nay cũng chưa thấy gọi nữa. Sao vậy Tuấn? Nó đi đâu mà giờ chưa về nhà đây này? Cô Du Dương mới gọi cho tôi xong. Vậy hả? Vậy giờ sao không? Tôi thử gọi cho ông xem. Điện thoại nó cúp nguồn rồi, không gọi được. Vậy giờ tính sao đây ông? Hay để tôi qua đi tìm với ông? Thôi khỏi, để tôi tự tìm được. Gọi bà hỏi vậy thôi. Thằng này chả biết đi đâu mà tìm nó bây giờ. Alo, Tuấn hả? Mày có số điện thoại bé Bi không Tuấn? Cho tao xin đi. Tao đang bận lắm. Giờ này mày còn tìm số điện thoại gái làm gì? Không phải, bé Bi em gái một ca. Tao gọi hỏi nó coi cái gì nghe chưa. Sao tao gọi mãi mà nó không trả lời? Là sao? Nói rõ xem nào. Thì hồi chiều nó nghe tin Mika nghỉ học để chăm thằng Béo. Mà thằng Béo là người yêu cũ của Mika. Xong rồi mặt nó một cục. Rồi nó rủ tôi đi cara. Do đó nó còn kêu bia ra rồi nóc nữa. Rồi sao nữa? Thì tao khuyên ngăn cái kiểu mà nó không chịu nghe. Nó đấm tao luôn mà. Trễ quá thì tao đi về. Nó bảo tao về trước. Xí nó đi taxi về sau. Mà thấy không yên tâm nên tính gọi nhà nó hỏi nè. Quán cara nào? Quán cara play á. Ơ, cái thằng này đúng là cặp đôi cục xúc mà. Chả biết thằng ca sao rồi. Thôi kệ, lăn chứng đã. Khứa ca đấm đau vào lờ. Ca, mày có thôi đi không? Tuấn hả? Vô đây làm nhà trai cho vui. Nay ngày vui mày ạ. Mày có bị điên à? Mày biết bây giờ là mấy giờ không? Mấy giờ? Sớm mà. 7 giờ mấy giờ học mà. Giờ mới 12 giờ. Còn 7 tiếng nữa lo gì. Chết đấy. Mày tính vác cái bộ dạng này đi học á? Mày có là học sinh cấp 3 không? Ai cho mày uống mấy cái này? Con bạn nó hả? Con tính tiền rồi đưa nó về giùm cô chứ. Nó lì quá. Cả cô nữa, cô còn nói gì? Cô nhìn thấy nó mặc đồ học sinh như thế này mà cô còn dám để cho nó bê tha vậy. Lại còn đoán bia cho nó nữa. Ủa alo, vô duyên vậy mày? Nó là khách, nó muốn mua gì mua chứ. Sao tao cấm được? Có quy định nào cấm bán bia cho học sinh đâu. Mày đi về. Tao không về, tao không đi đâu hết á. Mày thích thì vô đây uống với tao, không thì cút. Mày dám đấm tao? Mày tỉnh chưa? Giờ thì đi về hay là ăn đấm? Về thì về. Làm gì căng vậy? Sao không nhanh về đi còn nằm đây? Đường nào cũng trễ rồi. Nay trời đẹp quá. Cho tao ngắm sao một tí. Chịu mày. Uống cho cố vào. Tuấn à, mày có tin vào chuyện tình yêu không Tuấn? Sao? Chuyện gì? Nói đi còn bày đặt hỏi nữa. Mika nay nghỉ học để sang chăm Béo mày à. Ừ thì sao? Hôm sinh nhật Béo, tao có thoáng qua suy nghĩ đó. Nhưng mà tao không dám chắc. Tao không dám nghĩ là thật. Ai ngờ đâu. Mika là người yêu cũ của Béo hả? Mày biết lâu rồi phải không? Ừ, tao biết lâu rồi. Nhưng mà thấy mày cứ mãi vui vậy nên là tao cũng không tiện nói. Với tao cũng không có thiện cảm với Mika ngay từ đầu nên là tao nói ra mày lại bảo là tao châm chọt chuyện của mày. Tao xin lỗi. Sao lại chuyện gì? Chuyện mày với Hằng. Chuyện qua rồi mày. Chả sao cả, đừng có nhắc tới nữa. Sao lúc nào mày cũng tỏ ra mạnh mẽ được hay vậy? Ủa, bia ở đâu ra vậy? Nói tính tiền cho mày đây. Nên là tao tính luôn chai này, không có bỏ đi phí. Sao mày bảo là không được uống bia? Tao bảo mày thôi, mấy thằng khùng không nên uống bia nhiều. Tao thì khác. À, mày hay ra dễ quá. Nay sao đẹp nhờ. Cũng như mấy vì sao trên trời, vốn dĩ luôn nhiều, luôn nằm sẵn đó, không di chuyển đi đâu cả. Nhưng mà đến đêm nay mày có thể thấy được nó đây.
giữa 1000 tinh tú nhưng mà mày lại chỉ chọn duy nhất một vì sao cho mình. Nhờ. Yeah. Là sao mày? Mày coi mà về lựa lời xin lỗi mẹ mày đi. Nãy cô Du Dương gọi cho tao đấy. Cô lo lắng lắm đấy. Tao biết rồi. Này tao buồn lắm mẹ. Rồi sao nữa? Buồn là về à? Buồn là tào lao và bị tha về à? Rồi đến lúc mày tỉnh mày có hết buồn không? Có chứ. Chắc chưa? Tao... Thôi đi về. Mai còn đi học. Lần sau còn về nữa tao cũng không rảnh mà đi lôi mày về đâu. Mất thời gian của tao. Tao cảm ơn mày. Mày đúng là best friend của tao mà. Còn mày là cái thằng báo. Thằng báo đời tao. Sao mày thẳng thân vậy? Không sợ tao buồn à? Ủa chứ nãy giờ vui à? Chưa gì hết đã bày đặt thất tình rồi. Kệ tao. Buồn lắm chứ bộ. Về tới nhà, người còn nồng nặc mùi bia. Nãy anh Tuấn đấm cái muốn tỉnh luôn mà. Cũng may là mẹ Du Dương với Bi ngủ hết rồi. Để mai năn nỉ sau vậy. Vừa lên phòng thì thấy Mika với lại Ngựa nhắn tin tới. Khứ hồi nãy xỉn cũng để mình đó mình à. Ngựa này. Ây da, Mika gọi. Lô, ca nghe. Ông về chưa? Về rồi. Sao vậy? Ông đi đâu vậy? Đi chơi. Hỏi chi? Ông có biết là tôi lo cho ông lắm không? Ông còn nói với tôi cái thái độ đó nữa. Rõ ràng là đang rất là giận Mika. Tự nhiên nghe câu đó lòng lại dịu xuống. Không còn bực tức ghen tuông gì luôn. Chả hiểu. Lo cho tôi gì? Lo cho béo kìa. Béo bệnh kìa. Ông giận tôi chuyện nay tôi qua thăm béo à? Không. Không rảnh. Nay nhà tôi có khách nên tôi xin nghỉ ở nhà phụ mẹ tiếp khách á. Khách của ba tôi mà ba tôi đi làm xa không về kịp. Trên đường đi chợ cho mẹ thì nghe mẹ bảo là béo bị bệnh nên tôi mua ít đồ mang sang. Dù gì cũng là bạn từ nhỏ mà. Còn là người yêu cũ nữa chứ, bạn từ nhỏ gì? Thật ra là tôi cũng muốn kể với ông lâu rồi. Mà sợ ông nghỉ ngơi nhiều nên tôi không tiện kể liền. Tôi định đợi có dịp sẽ kể chứ không có ý định giấu ông đâu. Tôi xin lỗi ông nha. Rồi bà chỉ qua đưa đồ thôi à? Không phải lại chăm à? Khùng à ông? Chăm gì? Béo có mẹ béo chăm chứ tôi phải giữ trẻ đâu mà chăm. Thì con đó. Ông không tin tưởng tôi. Dỗi. Không, tôi tin mà. Nhưng mà Mika nè. Sao vậy? Bà đừng liên lạc hay gần gũi béo nữa có được không? Tôi có liên lạc đâu. Chỉ có hôm đó là nghe mẹ bảo vệ nên tôi ít đem ít đồ ăn với thuốc sang cho béo thôi. Chứ đâu có thân như trước đâu. Tôi có ông rồi mà. Đồ ngốc. Bà nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Thôi cũng trễ rồi. Mika ngủ đi, mai đi học. Mika thức chờ ca hả? Ừ. Tôi lo tôi ngủ không được luôn á. Ông về rồi thì tôi cũng yên tâm. Cảm ơn bà nghe. Bà ngủ ngon nè. Ca ngủ ngon. Vậy là ngày hôm nay mình khùng mình điên vì cái gì? Tự nhiên mình lại buồn. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hay à, ca ơi, mày ngốc thiệt chứ. Mika ngủ chưa? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì ông gọi nè. Bệnh mà sao thức khuya dữ vậy? Tôi nhớ Mika đó. Giờ này mới chuẩn bị ngủ à? Ừ, tôi có chút việc á mà. Ừ, cảm ơn bà nha. Cảm ơn cái gì đồ ngốc này. Nay tôi sút, mẹ tôi lại đi vắng. Không có bà tôi chả biết sao nữa. Có khi xanh cỏ luôn. Miệng ăn mắm ăn muối không à? Bạn bè cả mà, cảm ơn gì không biết nữa. Chỉ là bạn bè thôi sao bà? Ừ, chứ ông muốn là gì nữa? Nhưng mà đừng có cho ai biết là tôi sang chăm ông đó nha. Mắc con trâu lại dội luôn cả tôi. Tôi biết rồi. Thôi ông đi ngủ đi, ngủ ngon nè. Bye bye nha. Béo, béo, ông làm gì nhìn như vậy béo? Châu đó à? Ông làm gì mà cứ nhìn ca với Mika hoài vậy? Đâu có đâu, tôi đang suy nghĩ về bài kiểm tra hôm nay thôi. Ông nói thật đi, ông còn thích Mika đúng không? Bà nói tào lao gì vậy? Bà muốn nước cho tôi hả? Không, ông trả lời câu hỏi của tôi trước đi, đừng có mà đánh trống lẻn. Tôi... Câu hỏi đó khó trả lời lắm hả béo? Tôi là gì của ông? Một mối quan hệ mập mờ mãi à? Hôm qua Mika sang nhà ông tôi đã thấy rồi. Tôi đã định xe nhưng có lẽ vẫn chậm hơn Mika. Từ hôm sinh nhật đến hôm ông bệnh, người mà ông luôn trông ngóng, người mà ông luôn cần sự xuất hiện là Mika, chứ không phải là tôi, đúng không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi hả? Bọn con trai mấy người chỉ biết nói là xin lỗi thôi à. Cái gì à bà già? Chơi gì qua đủ cả nắm vậy? Mập mờ, chia tay Mika, bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với tôi. Để làm gì? Ông coi tôi là gì? Hả? Đồ tôi.
anh cho này mà không có được á, thì đừng hòng ai chạm vào. Mika, em nhắc lại cho cô và các bạn biết tiết trước chúng ta học bài gì rồi? Dạ, vợ chồng A Phụ của Tô Hoài ạ. Vậy em lên bảng, trả bài miệng gỡ điểm tiết trước em nghỉ luôn nha. Dạ vâng. Rồi, em hãy trình bày cho cô về tâm trạng của Mị trong đêm mùa xuân. Dạ thưa cô, lúc uống rượu đón xuân. À khoan đã, Tuấn với Hằng, hai em xuống phòng giáo viên lấy giúp cô tập tài liệu. Cô để giấy kiểm tra một tiết của cả khối lên giúp cô với. Hơi nhiều nên hai bạn đi đi. Ê da, qua uống cho cố vô. Vừa mất ngủ mà vừa mắc toilet à. Qua về ói ra hết rồi mà sao giờ vẫn đau bụng ta. Uống bia mà đau bụng mà thiệt chứ. Dạ dạ, cô ơi cô ơi. Sao vậy em? Dạ cô cho em đi toilet ạ. Ừ, em đi đi. Hằng này, tôi xin lỗi chuyện hôm trước. Hằng này lại làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế nhở? Ma nào mà đuổi tao, Tào Tháo đuổi á. Ê da. Chừa cái thật đã yếu còn ra gió, nhậu nhẹt đồ. Bông lớp phó, em đem vở bài soạn văn của ca trên bàn ca lên cho cô xem với. Thằng này biết đi toilet thiệt hay kiểm tra bài cái trốn đây không biết. Dạ cô, để em đi lấy cho cô. Ừ, bạn nào cũng được, đem lên đây cô xem. Này thì dám cướp những gì tao có. Để tao coi ai cứu được mày. Xong chưa em? Sao lâu vậy em? Dạ em đang tìm cô. Có rồi cô ơi. Mika ơi, xong chưa? Về nè. Khổ ghê, ra về còn bị Tào Tháo dí nữa. Chúa bà ơi, tôi cũng chẳng biết sao nữa. Sáng giờ uống có chai nước của tôi chứ có ăn gì tầm 7 đâu. Lên dò bài văn xong về uống có ngụm nước đau bụng tới giờ luôn. Nhanh nhanh tôi chờ nè. Hôm nay tôi có hẹn với Tú nữa. Không thì bà cứ về trước đi, tôi cũng sắp xong rồi á bà. Ổn không á bà? Ổn bà ơi. Đau bụng thôi á mà, xí tôi về sao cũng được này. Để tôi về trước nha, tí về nhắn tin cho tôi nha. Tôi biết rồi, bà về trước đi, mất công để ông Tuấn đợi á. Bà tính làm gì Mika vậy? Mày đoán xem. Bà tính giết nó hả? Không có được đâu bà ơi. Tôi sợ lắm. Lỡ thành ma nó theo nó ám mình sao? Không được, không được đâu bà ơi. Sợ lắm, sợ lắm. Nó về nó mèo méo méo mình sao? Mày điên rồi. Diễn phim rồi à? Vậy chứ, bà tính làm gì? Bà đánh nó hả? Bà vô đó đi, tôi đóng cửa lại. Tôi nhốt hai người trong đó như là đôi vật Mỹ vậy đó bà. Mấy anh cao to đen hôi chui vô lòng quýnh nhau ở trọng á bà. Hết nói nổi mày rồi. Cũng là nhốt. Nhưng mà... Ủa? Mà mày là con trai con gái vậy? Coi thì coi đô vật Mỹ. Tên thì tên Mạnh. Cái gì Mạnh? Bùi Công Mạnh. Mạnh mẽ.
mạnh mẽ chỗ nào chả biết. Ủa bà, tuy tôi vậy thôi, bề ngoài tôi vậy, chứ tôi cũng có tâm hồn công túa chứ bộ bà. Bên ngoài mạnh, không được yếu đuối hả bà, ai nói bà vậy? Thôi 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 được rồi, đứng ngoài này canh đi, canh người cho kỹ, để tao vào trong. Ủa, sao kê bà nè. Kỳ này tao cho mày ở trường một đêm cho mày biết. Đồ tiểu thư, chánh chọe. Hello bà già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn. Nhỏ tiếng thôi cái thằng này. Tao tẩy chay mày bây giờ. Đi về. Đi về bà ơi. Đi về mà đi uống tà tưa bà ơi. Ủa, hai đứa này làm gì mà giờ này mới về ta? Ây da, trường văn tanh ghê quá. Chả biết cuốn vở soạn văn của mình bỏ đâu rồi ta. Nay nhớ có đem để chép bài mà ta. Thôi về ghê quá ghê quá. Mai kiếm sớm vậy, trường chả có ai ghê quá đi. Chẳng biết bụng bị gì nữa. Xíu về phải gái mua thuốc uống mới được. Ủa, cửa bị làm sao vậy nè? Ở ngoài có ai không ạ? Giúp mình với, cửa trong này bị kẹt rồi. Có ai không ạ? Ủa, mà Châu, nãy bà làm gì nhỡ bánh bèo đó vợ? Tao nhốt nó trong đó cho bỏ ghét chứ gì. Rồi sao? Bà biết nó trong toilet mà bà canh vợ. Nãy tao bỏ thuốc vào chai nước của nó mà, sao không biết được? Mà bà nhốt nó ăn xí nó điện thoại cho hằng hay là ai đó mà cỡ cho nó cũng vậy thôi mà. Điện thoại đâu nữa mà gọi. Điện thoại tao lấy lúc bỏ thuốc rồi còn đâu. Tao bước sọt rác sau trường á. Bà đúng là thâm thúy thiệt. Đúng là ghê gớm mà, ác như là chó vậy á. Mày nói ai á? Mày đừng có nghĩ sáng mày con trai mà tao không đánh nha. Không chịu đâu. Đã nói là đừng kêu người ta là con trai rồi mà. Bà đê cũng có lòng tự trọng riêng chứ bộ. Hứ. Chết rồi, giờ sao đây? Để gọi cho Hằng thử. Ủa, điện thoại mình đâu rồi? Ai cứu Mika với? Tối quá, Mika sợ. Có ai không? Ai ở ngoài đâu không? Cứu tôi với. Chạy về nhà. Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng mà khác cái là mặt mẹ Du Dương có vẻ hơi căng. Vụ gì đây ta? Kệ, lén chạy lên phòng đã rồi tính. Ca, đi đâu đấy? Vừa không biết thưa hỏi ai hả? Dạ, con nghe. Con xin lỗi, con tưởng mẹ với Bi đang coi phim nên không dám làm phiền chứ bộ. Có biến. Gì mà như phim vậy ta? Cứ chỗ nào có anh hai là có drama. Mày thôi đi, bước chọt đi. Ngồi xuống đó, nhanh, trước khi mẹ mày nóng. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Hồi nãy hai, em với mẹ đang coi phim hài, đang vui lắm luôn á. Bỗng cô Lia gọi. Cô Lia? Mẹ chuyển qua coi phim ma luôn. Biết tội chưa? Tối qua mấy giờ về? Đi đâu? Dạ con đi uống trà sữa với bạn. Uống trà sữa mà ói ra toàn bia hả con? Ủa sao mày biết? Sáng là nồng nặc mùi bia luôn á. Ba mày thì không bao giờ đụng vào rồi đó. Chẳng lẽ mẹ mày hay là Bi nó uống vậy con? Đúng rồi, lẽ em đi uống bia hả hai? Mà mẹ, hôm hai còn mua quà tặng gái nữa đó mẹ. Giỏi, học hành thì chẳng bằng ai. Yêu với đường, rồi nhậu nhẹt bê tha. Mới có tí tuổi à? Học ai vậy? Hả con? Mày học ai vậy? Dạ. Mày nhìn thằng bạn mày kìa, thằng Tốn kìa, nó chăm chỉ biết bao. Suốt ngày chỉ biết học với học thôi. Có bao giờ mẹ nó bị mắng vốn như mẹ nhà này không? Hả? Tốn nó cũng yêu mà mẹ. Nó còn mới thất tình giống con nữa kìa. Ủa rồi nó có đi nhậu không? Nó có về nhà trễ để ba mẹ nó lo không? Rồi nó có ói không hả? Mỗi người mỗi khác chứ mẹ. Con với cái, nói tới là cái lém bà lém bém không à. Đúng là con nhìn người ta lúc nào cũng tốt hơn con nhà mình. Chẳng hiểu,
Đi học thì không soạn bài để cô giáo gọi về tới nhà. Tại hôm qua con mệt mà, con bệnh sẵn chứ bộ. Không có lý do gì hết á, mai có tiết của cô. Cô Lia gọi bảo mai mà chưa soạn bài thì cô mời phụ huynh lên làm việc á. Trường điểm mà học vậy là mày chết rồi. Nhưng mà mẹ... Không có nhân dị gì nữa hết á. Không có nhân dị gì hết nha chưa. Không có yêu đương gì nữa hết. Không có yêu đương gì hết nha chưa. Tao cấm từ bây giờ rồi nha. Cấm nha chưa. Cấm mua quà tặng gái nha chưa. Mua quà tặng em gái nè. Dạ, con biết rồi. Mày coi chừng tao đó. Em với chả Út toàn bán đứng nhau thôi. Bê, sợ quá cơ. Mẹ ơi, hai hộp quán con kìa mẹ. Alo, Bông hả bà? Nay bà có thu vở soạn văn của tôi không? Tôi nhớ là tôi có mang theo mà sao giờ tìm hoài không thấy. Có ông, cô Lia có thu vở soạn của ông để kiểm tra. Chắc cô để phòng giáo viên á. Ông chưa qua lấy hả? Trời, sao ông nói tôi biết vậy? Ông không hỏi thì ai mà biết. Ây da, giờ này sao dám lết lên trường lấy vở đó ta. Mà không lấy thì mai cô Lia kiểm tra. Không có, cô mời phụ huynh. Mẹ lại du dương vô cái đầu mình mất. À, thằng Tuấn. Gì cô? Hello, best friend. Đang làm gì với bạn Hiền? Vào luôn vấn đề, đừng có vòng vo bạn ơi. Nay đi chơi với Hằng có vui không? Hỏi thăm nhau tí mà. Nhanh lên bạn ơi, vào vấn đề luôn bạn ơi. Đừng có giả vờ mà tốt bụng ở đây bạn ơi. Thì nay tao bị cô Lia thu vỡ soạn văn. Xong cái cổ bỏ trên phòng cổ rồi. Chiều tao có cố tìm mà không có. Giờ không biết bạn Hiền có rảnh. Không nha, đang bận lắm. Thôi mà giúp đỡ nhau tí đi. Mai em không có vỡ soạn là cô mời phụ huynh tao đó. Ảnh hưởng tới tính mạng con người đó. Giúp cái gì? Mày lúc nào cũng toàn phiền phức giết tao ngán mày lắm rồi đấy. Tao sợ ma. Đi lên trường lấy vỡ soạn với tao đi. Thằng chết nhát này. Tao sợ mày hơn sợ ma nữa đây này. Đi mà, bạn tốt nhất cuộc đời của tao. Qua đây chở tao, khổ lắm ạ. Nhanh còn kịp, tao không có thích chờ đợi đâu. Ủa Hằng, bà làm gì ở đây giờ này? Hên quá gặp hai ông ở đây. Sao vậy? Sao bà biết Tuấn trên đây mà tìm hay vậy? Nhớ Tuấn lắm hay gì? Không phải, Mika. Mika sao? Mika, vụ gì mà sao mặt bà tái xanh vậy? Mika mất tích rồi, chưa có về nhà. Ủa, chiều nào bà chẳng về chung với bà? Nay thì không. Hồi nãy bà bị đau bụng á, nên kêu tôi về trước. Bà đi toilet rồi về sau. Mà nãy mẹ Mika gọi cho tôi hỏi sao Mika chưa về nhà. Tôi cũng không biết bà đi đâu nữa. Tôi sợ bà xảy ra chuyện gì trong trường á. Chuyện gì là sao? Ủa, tiếng gì ta? Thôi về ghê quá. Mai kiếm sớm vậy, trường chả có ai ghê quá đi. Đúng rồi, hồi chiều tôi có nghe tiếng ở trong toilet nữ lúc về trễ. Vậy là chắc Mika còn ở trong đó rồi. Vào nhanh xem sao. Mika, bà đừng có chuyện gì nha. Chờ tôi, đừng có chuyện gì nha, ráng chờ tôi nha. Ai cứu Mika với? Tội quá, Mika sợ. Có ai không? Cứu tôi với. Đồ tôi, sao bây giờ ông mới đến hả? Ông có biết là tôi đã sợ lắm không? Đừng lo, tôi đây rồi, không sao đâu. Về thôi bà. Mình vừa chứng kiến gì vậy? Tại sao tim mình lại nhói như vậy? Như là có ai đó vừa đâm một nhát chí mạng vào lồng ngực vậy. Trống rỗng, mình phải làm gì đây? Béo nắm tay Mika, dắt đi ngang qua mặt tụi mình. Cứ như vốn là tụi mình không hề có mặt ở đó vậy. Mika cũng như không thấy sự hiện diện của mình ở đó. Mình là gì? Đó, bà thấy chưa bà? Tôi biết thế nào con nhỏ bánh bèo đó cũng được người ta cứu ra.
Bà... Mày im đi. Thằng ai biết hết những gì mấy người đang làm. Còn im lặng là còn tôn trọng. Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của thằng này. Mày có ổn không ca? Sao đâu, Mika ổn rồi thì mình về thôi. Chả biết sao cửa toilet lại bị kẹt được ha. Về thôi. Còn vở soạn văn của mày thì sao? Tào lao quá, tao không sao đâu. Dù gì thì Mika cũng an toàn là tao vui rồi. Về thôi, về ngủ nữa. Tao về tao soạn vô vở mới cũng được. Lười kiếm quá. Về Tuấn, về Hằng ơi. Ca ơi, xuống ăn cơm. Ủa, nay Hai không xuống ăn cơm hả mẹ? Ca ơi, học bài hay làm gì trên đó vậy? Xuống ăn cơm. Dạ, mẹ với Bi ăn trước đi, lát còn ăn sau. Rồi lại thất tình chắc luôn. Sao con biết? Thì mẹ nghĩ coi, bình thường ổng toàn lục đồ ăn vụng trước, nay đồ ăn còn nguyên, chỉ có thất tình đồ tuyệt thực thôi mẹ ơi. Thằng này siết càng ngày càng hư á. Hú ca, tan ca có làm gì không? Đi làm vài ly chơi mày. Bé cái mồm thôi, bệnh viện mà mày làm như là quán nhậu vậy. Mày với tao. Ủa chứ mày cũng vừa xưng mày với tao đi. Tôi là trưởng khoa ở đây đó ông bạn ạ. Thằng khứa này nay dám lạm dụng chức quyền để hồ phen mày à. Tí phạt 2 ly. Nay tao bận rồi. Mày thì bận cái gì? Tao có hẹn. Có hẹn á? Hẹn với ai? Gái hả? Ôi, mà người lù lù suốt ngày cứ gu gú trong cái bệnh viện này thì làm gì có ai mà đẹp để ý tới mày. Chẳng lẽ mấy nhỏ y tá hả? Nhỏ nào vậy? Bé Na hả? Bé Nho Tím? Bé Bu? Bé Bê? Bé Bò? Bé nào vậy mày? Tào lao quá, nay mẹ tao bắt tao đi xem mắt. Lại xem mắt à? Mẹ mày cơ bộ cũng nôn cháo lắm rồi ha. Chắc thấy mày không có mối tình nào nên sợ mày 3D chứ gì. Suốt ngày cứ đi xem mắt, mà dám lắm à. Mày có bê không đó? Ủa mà tao có nghe bé Bi kể là hồi năm lớp 11 mày có bồ đúng không? Xong cái tự nhiên đùng đùng vậy bỏ cơm cái đòi chuyển trường, xong rồi cả nhà mày lên thành phố sống tới giờ. Sao vậy? Bị cấm sừng hả? Mối tình đẹp không? Thank you.
Ê cu, mày sao cứ đờ người ra vậy? Đang nhớ nhỏ đó hả? Thôi, trễ rồi, tao đi đây. Mà mày giúp tao với nha. Giúp? Ê, nữa hả? Đúng vậy. Thiệt tình, sao cứ phải là tao vậy? Tại mày diễn xuất tốt. Mika, 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 lấy đẹp kìa Mika. Uầy, chồng tôi đó bà, chồng tôi đó. Bà già quá à, ai cũng là chồng. Trai đẹp là chồng tôi hết á. Bà không thấy ảnh đẹp trai hả? Chê ạ. Bà sao vậy? Mà mấy nay chị lên đây làm việc có ổn không? Cũng bình thường à. Lòng vòng công việc cũng không có gì mới. Chỉ mới ở môi trường làm việc thôi á bà. Tôi cũng không quan tâm là mấy. Bà làm sếp mà cần gì quan tâm. Đúng là người có chức quyền có khác ha. Trước bà đi học toàn tư đi kèm bà, mà giờ bà là trưởng phòng kinh doanh của cả một công ty game lớn nhất cái đảo Kea này. Phong thái ung dung. Uầy, nhìn bà ngầu lắm luôn ấy. Bà cứ suốt ngày tào lao, mà bà cũng ngộ ha. Ba bà thì làm chủ tịch, năn nỉ con gái cưng về làm tổng giám đốc thì không chịu cơ, cứ đòi đi làm y tá à. Thôi bà ơi, tôi yêu nghề bà, tôi muốn đi giúp đỡ chăm sóc mọi người. Ít, anh đẹp trai đó, nhìn tôi kìa bà ơi. Anh nhìn tôi kìa, tôi đã lồng nhau với ảnh này bà. Gì mà mê trai dữ vậy bà nội. Chăm sóc mọi người đồ ha. Có mà do anh bác sĩ đẹp trai thì có ấy. Ừ, thì một phần là vậy. Nhưng mà tôi muốn làm y tá thiệt mà. Rồi công việc bà ở bệnh viện mới sao rồi? Tự nhiên chuyển lên đây làm chung luôn à? Tất nhiên rồi, thiếu bà tôi biết sống sao bây giờ. Gớm không? Mà mấy nay tôi chưa có đi làm. Đang còn rén nghe bảo ông trưởng khoa bệnh viện tôi là ông già khó tính khó ưa, chưa biết có nên vào không nữa. Mà bà lo cho tôi làm gì? Bệnh viện đó của bà ba tôi mà. Ảo thật đấy. Mà tối đi shopping không bà? Thôi bà ơi, tối tôi có hẹn rồi. Hẹn á? Ủa, hẹn với ai? Bà mới lên đây mà. Tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt ai đó. Rồi xong vô kèo luôn. Mà cũng đúng á. Từ sau chuyện hồi năm lớp 11, ông Ca cũng chuyển trường đi. Xong bà cũng chẳng quen ai. Bà đi chờ ông đến khi nào hả? Nghe bảo thằng Béo tỏ tình bà cũng không chịu à? Thì tôi cũng chỉ coi Béo là bạn thôi à. Người yêu cũ mà. Thì do vậy nên chị là bạn thôi đấy. Vậy con ông Ca thì sao? Cũng trễ rồi, tôi nhờ bà giúp một việc được không? Lại nữa à? Là phải đóng vai ác à? Cứ bà đi coi mắt với ai là tôi phải làm vợ con thằng đó để bà tát người ta được từ chối ha. Tôi biết bà tốt với tôi mà. Vậy nha, xin thư ký địa chỉ cho nha. Biết rồi, khổ quá má. Alo, con nghe mà. Dạ, con đang chạy xe, kẹt xe quá mẹ ơi. Mày đừng có mà lươn. Tao nghe im ru à, có nghe tiếng xe cộ gì đâu mà kẹt. Nhanh tới đó đi để con gái người ta chờ. Này là bạn của mẹ giới thiệu đó. Bé nó dễ thương mà giỏi lắm đó nha. Ráng mà tán nha con. Lần này mà thất bại nữa thì đừng có về nhà. Nhưng mà mẹ... Thiệt tình chứ, đâu có nhu cầu đâu trời. Mẹ này. Lại là coi mắt. Hình như ông đó chưa tới nữa. Tranh thủ vô play together câu vài con cá băng coi. Mấy nay mãi chưa câu ra được con nào. Mà giờ mình phải tạo cho ông thấy một cái hình tượng người con gái vô duyên. Để ông vừa gặp phải chạy ngay mới được. Ngồi chầm họp lên bàn chơi game luôn cho nó máu. Đi cơ mắt mà đi trễ như vậy, chắc nhỏ đó tức điên máu thế nào cũng chửi và trừ điểm mình. Vậy là mình lại thành công rồi. Xong rồi tí khứ ba anh vô nó bồi cứu nữa, là người ta có nước bỏ về. Mình thông minh quá nhờ. Xin lỗi em, anh tới trễ. Đường vắng quá mà gái nhiều quá nên anh chạy tành tành, anh ngắm. Không sao đâu em đang chơi game. Đi cá, sao lại là bà? Ủa, ông Ca. Rồi xong, tới công chuyện luôn. Biết ai đi xem mắt với thằng Ca luôn. Ủa? Ai đây? Bà là ai mà sao biết thằng bạn tôi? Tôi là bạn của nhỏ kia kìa.
nó nhờ tôi tới đóng giả làm vợ của thằng bạn ông đó. Còn tôi là bạn của thằng Khứa đang ngồi xem mắt với nhỏ bạn bà nè. Nó cũng nhờ tôi tới để đóng giả làm bồ của nhỏ bạn bà. Ê ơi, mặt bà quen lắm nha. Bà là Phương Hằng, y tá mới của bệnh viện tôi nè. Nay tôi có thấy bà trong đóng hồ sơ người mới nè. Ủa, vậy còn ông là Khứa trưởng khoa khó ưa đó hả? Không, tôi là bác sĩ thôi, trưởng khoa là kia kìa. Đúng là trái đất tròn quá ha. Rồi giờ lỡ tới đây rồi, bà tính sao? Ai mà biết được, bình thường tới phá. Chứ giờ tình hình vậy, phá cũng có được gì nữa đâu. Cặp đó kiểu gì chả... Kế bên có quán đồ nướng á. Tôm nướng, bự thiệt bự. Chúc đừng. Bên nhau đêm về mình cùng hòa mình vào chăng sao giá yeah. Chẳng dám hứa dám nói chuyện tương lai nhưng lòng này thề ngoài nàng chẳng thêm ai giá yeah. Cùng bật beat real rít vài bài ca dám ba câu khi đôi tay bên nhau mong thời gian chưa qua lâu làm vài món thích nhất rồi cùng chiều qua đêm thâu hai bàn tay đang xây nhau một chuyện tình dài và đằng sau anh đang định viết nhạc buồn gặp em lại hóa thành tình ca tính đưa vào những phiền muộn em xuất hiện muộn phiền tan ra em là động lực duy nhất khiến anh háo hức vào mỗi giờ học nè mơ lên phường cùng nhau rồi mình dắt nhau về nhà mình cùng thức đúng giờ bật bài nhạc và cùng ăn sáng cùng uống tách trà with your star one night day nhìn vào mắt em đọc trời uống cà phê uống đẹp trai nữa mèo mèo nhìn chị trầm tính nhìn chị trầm tính ít nói trưởng thành rồi chưa lớn rồi không ngây nữa à, đúng rồi nhầm đốc được nhầm kinh chưa trưởng phòng kinh doanh của công ty game lớn nhất đảo cây à. em nhớ em lòng tiếng câu đó đặc biệt vô nha trời em là con chủ tịch đó chị nè rồi xuống rồi nó có đặt đầu à đạo chuyện gì mà chờ chị gốc cho quay nữa buổi việc bây giờ nói chứ vậy cũng gọi là con ghẹo giỏi gì đó ba